Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành đoàn Hà Nội. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn thanh niên của thủ đô thân mến. Trong không khí phấn khởi của tuổi trẻ thủ đô và cả nước, hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Hôm nay, Ban tuổi trẻ thủ đô tổ chức hội thảo thanh niên nói không với thực phẩm bẩn. Thay mặt cho ban biên tập báo tuổi trẻ thủ đô, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên. Quý vị đại biểu khách quý, an toàn thực phẩm có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự phát triển nông sản, giống nòi, tác động đến quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa, du lịch, thương mại và an sinh xã hội. Văn minh của các nhà sản xuất, chế biến kinh doanh, lưu thông phân phối của mỗi địa phương và mỗi quốc gia. Hà Nội là trung tâm của cả nước, chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm văn hóa lớn về giáo dục, kinh tế, giao dịch quốc tế, là nơi giao thoa và hội tụ của nền văn hóa, là nơi thời tiết khí hậu đủ để tạo nên sự hấp dẫn tuyệt vời với du khách trong nước và quốc tế. Thức ăn đường phố đóng góp một phần không nhỏ làm nên nét văn hóa riêng của Hà Nội, của thủ đô và con người Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh những món ngon mang đậm nét ẩm thực Hà Thành đã được quảng bá trên toàn thế giới, được kiểm soát chặt chẽ bởi các tiêu chí an toàn thực phẩm, người ta có thể liệt kê nhiều món ngon đường phố chưa rõ nguồn gốc, chưa kiểm soát được các khâu chế biến. Thông qua hội thảo này, ban tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, trong đó có đoàn viên thanh niên thủ đô, là những người công dân gương mẫu, tiên phong trong việc xây dựng và sử dụng an toàn thực phẩm. Với ý nghĩa đó, tôi xin trân trọng khai mạc hội thảo thanh niên nói không với thực phẩm bẩn. Xin trân trọng cảm ơn. Những xiên thịt phơi nắng không rõ nguồn gốc hàng ăn vỉa hè, khói bụi nhưng lại được rất nhiều người dân ưa chuộng. Thức ăn đường phố ẩn họa khôn lường. Thức ăn đường phố từ lâu vẫn luôn là sở thích lựa chọn của nhiều người vì giá rẻ và tính tiện lợi của nó. Không chỉ ăn tại đường phố, nhiều người dân còn lựa chọn mua thức ăn đường phố để phục vụ cho mâm cơm của gia đình. Hà Nội là trung tâm của cả nước, đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, là nơi giao thoa và hội tụ của các nền văn hóa, là nơi thời tiết, khí hậu đủ để tạo nên sự hấp dẫn tuyệt vời đối với du khách thập phương. Vì thế nên thức ăn đường phố lại càng trở nên thú vị và quyến rũ. Bên cạnh những món ngon mang đậm nét ẩm thực Hà Thành với đặc trưng bán tại đường phố nhưng được kiểm soát chặt chẽ bởi các tiêu chí an toàn thực phẩm, người ta có thể liệt kê ra hàng chục, thậm chí hàng trăm món ăn đường phố chưa kiểm soát được các khâu chế biến và phần lớn người bán loại thức ăn đường phố này đều thiếu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại con phố Tạo Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, từ ban ngày tới chập tối, chỉ vài trăm mét nhưng đã có hàng chục hàng ăn lề đường luôn tấp nập kẻ bán, người mua. Từ cháo lòng, chè, khoai lắc, thịt xiên cho tới các loại nước uống. Thức ăn được chế biến ngay tại vỉa hè, nơi khói bụi của rất nhiều phương tiện qua lại. Và nguồn gốc cho các loại thực phẩm đều phụ thuộc vào lương tâm và trách nhiệm cũng như đồng tiền trong túi của người bán. Tôm này là tôm hải sản đấy, công ty hải sản nó làm, chứ không phải là bác làm. Thức ăn đường phố chưa được kiểm soát ngày càng phổ biến cùng với nếp sống đô thị hóa bởi nó cung cấp nguồn thực phẩm phong phú với giá cả phải chăng, mang hương vị đặc biệt lôi cuốn người tiêu dùng. Loại ẩm thực này vừa đa dạng vừa tiện lợi cho những người có thu nhập thấp và eo hẹp thời gian, lại tạo được nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều người. Anh nghĩ một phần cơ bản thì rất nhiều bạn là các bạn có lịch học thêm hoặc là các bạn phải học, các bạn không kịp ăn sáng ở nhà, cho nên là các bạn phải mua những cái đồ ăn đấy để các bạn ăn trên lớp. Một phần nữa là những cái đồ ăn ở ngoài thì nó có rất là nhiều loại khác nhau và cái giá thành của nó thì cũng thường rẻ hơn so với là mua chỗ khác. Thực phẩm bẩn không chỉ len lỏi vào bữa cơm của mỗi gia đình mà còn hiện hữu hàng ngày, hàng giờ, ngay trước cổng trường học. Người chế biến thì không đeo găng tay, nguyên liệu, gia vị thì không nhãn mác,
thực phẩm vẫn được học sinh tiêu thụ hàng ngày mà không hề quan tâm có sự kiểm định an toàn nào. Người mua thì cũng sẵn sàng chọn ngay vỉa hè, lề đường, vệ đường, vừa làm chỗ ngồi, vừa làm nơi để đặt thức ăn, vừa làm nơi đặt thức uống. Thậm chí là ngồi ngay trên xe dưới lòng đường để ăn một cách ngon lành. Thức ăn đường phố xuất hiện khắp nơi, từ ngõ ngách tới đường lớn, được bày bán nhiều trên vỉa hè, trước cổng trường, bệnh viện, rạp hát, cơ quan, bên lề đường đường phố, trong các chợ, các bến tàu, bến xe, hội chợ. Món ăn cũng đa dạng, từ 8 đến 20.000 đồng. Chính vì mức giá rẻ và phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân lao động và học sinh sinh viên, nên họ cũng dễ dàng lựa chọn và coi đó là món ăn vặt khoái khẩu, dù đã được cảnh báo là không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mình là một người rất thích đồ ăn vặt và mình có thể ăn vặt 2 đến 3 lần một tuần. Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì mình cũng khá lo ngại và cũng cân nhắc nhiều, nhưng kiểu đôi khi buồn mồm hay là kiểu cùng bạn bè ăn vui là chính nhỉ. Gần đây nhất là vào đầu tháng 10, phòng 6 Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường của Công an đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 17 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội triệt phá một kho hàng thực phẩm đông lạnh với quy mô cực lớn tại địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội. Số lượng lớn thực phẩm bẩn đã bị thu giữ. Chẳng hạn như lô thực phẩm heo đông lạnh có hạn sử dụng chỉ đến tháng 12 năm 2020, nghĩa là đến nay đã hết hạn gần 2 năm. Qua kiểm đếm, bên trong các thùng hàng chủ yếu chứa các sản phẩm thực phẩm đã qua sơ chế như chân gà, móng lợn, dê muối và nhiều đùi lợn muối Tây Ban Nha. Một đặc điểm chung là tất cả các sản phẩm đều có xuất xứ ở nước ngoài và đều là các lô hàng 3-0, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch, không được cấp phép nhập khẩu theo quy định. Vâng, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch 5329 về đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch, Tết âm lịch và lễ hội đầu xuân. Thì toàn thành phố đã thành lập được 806 cái đoàn kiểm tra liên ngành từ tuyến thành phố đến tuyến quận huyện thị xã và xã phường thị trấn để kiểm tra đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì trong quá trình kiểm tra thì số cơ sở đã được kiểm tra là đến thời điểm hiện tại là được 20.668 cơ sở, trong đó có 16.985 cơ sở đạt, chiếm tỷ lệ 82.1%. Ngoài ra thì cái tổng số những cái cơ sở vi phạm hành chính là lên đến trên 600 cơ sở và số tiền xử phạt là trên 4 tỷ đồng. Số cơ sở bị tịch thu giấy phép thì là 46 cơ sở và số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm là 28 cơ sở với 76 sản phẩm. Ngoài ra thì còn nhắc nhở những cái cơ sở chế biến và cái cơ sở sản xuất những cái tồn tại và đề nghị về khắc phục mới được đi vào sản xuất. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã thu giữ rất nhiều thực phẩm bẩn ôi thiêu đang trong quá trình phù phép để đưa ra thị trường. Rất có thể những loại thức ăn được bày bán đa dạng tại vỉa hè với mùi vị thơm phức ấy được chế biến từ những thực phẩm này. Nó đã trải qua công đoạn phù phép để thịt ôi cũng biến thành thịt thơm. Các loại thực phẩm, dầu mỡ ở các quán ăn vỉa hè hầu hết đều không đảm bảo tiêu chuẩn. Những loại dầu mỡ thường đã biến chất do được tái sử dụng nhiều lần và không đảm bảo cho sức khỏe. Khi các chất có trong dầu thực vật hay mỡ động vật đã bị biến đổi thành những chất khác, độc hại hơn rất nhiều, làm cho các protein trong cơ thể bị biến dị, dần dần tự chuyển hóa thành các tế bào ung thư giai đoạn đầu tiên. Chúng ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là đối với gan và hệ tiêu hóa. Hà Nội với vai trò là trung tâm phát triển du lịch của cả nước, là vùng đất ngàn năm văn hiến, nơi lưu giữ những giá trị to lớn của lịch sử phát triển đất nước. Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2030 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt đã xác định du lịch Hà Nội sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn, có đẳng cấp và xứng đáng là trung tâm du lịch của khu vực và cả nước. Nhận thức được vấn đề này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, cơ quan trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã tăng cường thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật, tổ chức đoàn các cấp, trong đó có báo Tuổi Trẻ Thủ Đô với vai trò là cơ quan ngôn luận của Thành đoàn Hà Nội đã tích cực tuyên truyền nhằm đem đến kiến thức hữu ích cho người dân thủ đô và du khách thập phương để những món ngon đường phố mang đậm bản sắc Hà Thành song vẫn luôn an toàn về sức khỏe, tính mạng của người mua, nhất là những khách hàng trẻ tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, và chúng ta đã vừa xem xong một clip ngắn của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Và rằng trong số của các bạn đoàn viên thanh niên ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những ý kiến riêng về an toàn vệ sinh thực phẩm, và mong rằng những ý kiến đó của các bạn sẽ đóng góp vào trong buổi hội thảo ngày hôm nay để cho buổi hội thảo thành công rực rỡ. Và thưa quý vị và các bạn, về dự với buổi hội thảo thanh niên nói không với thực phẩm bẩn ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Phương Tuấn, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Và tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời Bộ Chính trị An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đồng chí Phạm Thị Thanh Nhàn, trưởng phòng Y tế quận Hoàn Kiếm, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, và đồng chí Trần Kim Huyền, quận ủy viên, bí thư quận đoàn Hoàn Kiếm lên làm chủ tọa cho buổi hội thảo thanh niên nói không với thực phẩm bẩn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Sao cho bạn trẻ, các bạn trẻ của thủ đô của các nước để hiểu, để mà tạo lập thành một thói quen về lối sống, lối sinh hoạt, ăn uống, đường phố như thế nào. Sau đây xin trân trọng có những cái đặt những câu hỏi và xin mời các đồng chí MC ạ. Và để làm nóng không khí ngày hôm nay thì chúng tôi thấy rằng là ở đây có rất nhiều các bạn đoàn viên thanh niên, và khi nãy khi được xem cái phóng sự của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, các bạn ồ lên rất nhiều, như kiểu là sợ là cũng sợ bị mình bị rơi khung hình của các anh các chị của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô thì phải. Chúng tôi muốn nghe ý kiến của các bạn đoàn viên thanh niên đến từ khối trường trước khi chúng ta vận động. Chút nhận chúng tôi hỏi đây là những bạn nào mà chúng ta từng ăn gọi là xiên bẩn thì chúng ta mạnh dạn giơ tay. Tôi mạnh dạn giơ đầu tiên, thì có bạn nào mà giơ tay cùng với tôi đúng không ạ? Vâng ạ, thế tức là chúng ta có một cái thói quen, đấy là khi mà ra đến cổng trường, trời ạ, ngồi cả một buổi sáng đến gần 12 giờ trưa, rất là đói đúng không ạ? Và chúng ta tìm một cách chống đói, mà lại lúc đấy lại ăn lại ngon miệng thế. Thế thì có bạn nào có một cái thắc mắc hay là muốn chia sẻ gì với cả chủ tọa hội thảo và chia sẻ với cùng với tất cả các bạn của chúng ta ở đây không ạ? Xin mời các bạn. Xin mời bạn đến từ trường Trung học phổ thông Trần Phú Kiếm nhé. Các bạn mạnh dạn giơ tay rồi bộ phận kỹ thuật sẽ gửi đến các bạn micro ạ. Xin mời bạn đeo kính hàng đầu ạ. Xin mời em. Xin
đồng chí, em là Tô Gia Bảo, bí thư chi đoàn 12 trường trung học phổ thông thành phố Hoàn Kiếm. Lần đầu tiên cho em xin được cảm ơn báo Tuổi Trẻ thủ đô, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, cộng đoàn Hoàn Kiếm đã tổ chức một buổi hội thảo với sự ý nghĩa và đầy trách nhiệm hôm nay. Và em xin được đọc câu hỏi của mình. Xin các đồng chí hãy cho biết về kiến thức cơ bản nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm và khái niệm thực phẩm là gì. Em xin cảm ơn. Em là bạn Tô Gia Bảo đến từ trường trung học phổ thông thành phố Hoàn Kiếm. Xin cảm ơn Tô Gia Bảo. Bạn đặt một câu hỏi mà có rất là bình thường là gì? Không phải chúng ta lúc nào có thể định nghĩa một cách rành rọt và xin ý kiến các chuyên gia. Chúng ta sẽ nghe một vài câu hỏi nữa của các bạn đến từ đoàn viên thanh niên của thủ đô. Và sau đấy thì kính xin trân trọng mời vị chuyên gia chủ trì hội thảo thì sẽ trả lời các câu hỏi của bạn được không ạ? Dạ vâng, xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Trần Phú, xin mời các bạn đoàn viên thanh niên đến từ trường trung học phổ thông Việt Đức ạ. Vâng, xin mời bạn nữ. Kính thưa các đồng chí ạ, em là Lê Diệu Linh, là đoàn viên thanh niên đến từ trường trung học phổ thông Việt Đức, và em có một câu hỏi muốn được giải đáp, đó là các đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về những nguyên tắc trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và ý nghĩa của công tác tuyên truyền trong vệ sinh công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm là gì? Em xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bạn Lê Diệu Linh đến từ trường trung học phổ thông Việt Đức. Cùng với câu hỏi về nhóm câu hỏi về thực phẩm, định nghĩa khái niệm thực phẩm là gì, thì bạn cũng có một câu hỏi rất hay về nguyên tắc trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như ý nghĩa của cái công tác tuyên truyền này. Và tôi xin phép là chúng ta có hỏi nữa thì chúng ta sẽ mời các chuyên gia trả lời ạ. Xin mời các câu hỏi, xin mời các bạn mạnh dạn giơ tay ạ. Chúng ta là nhóm hội trường của chúng ta ngày nay. Các xin mời bạn. Em xin kính chào các đồng chí, em là Lê Phúc An, bí thư 10D10 của trường trung học phổ thông Trần Phú Hoàn Kiếm. Em có một câu hỏi là em thấy hiện nay có rất nhiều quán ăn vỉa hè, thậm chí ngay các cổng trường học vẫn luôn được các bạn trẻ ăn uống vô tư. Vậy em có câu hỏi là nguyên nhân vì sao các bạn trẻ lại hiên ngang coi thường sức khỏe của bản thân mình, và vì sao các bạn hàng quán vẫn luôn được tồn tại và chào đón như vậy? Em xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn em. Câu hỏi của bạn Phúc An thì phải nói là rất là thẳng thắn, phải không ạ? Và với những câu hỏi khó như vậy thì xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Thị Hằng, trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội sẽ cùng chia sẻ và giải đáp với các bạn ạ. Xin kính mời chị ạ. Vâng, kính thưa các đồng chí tham dự cái buổi hội thảo về nói không với thực phẩm bẩn của báo Tuổi Trẻ thủ đô, thế thì hôm nay chúng tôi cũng rất vui mừng được tham dự cái hội thảo với các bạn trẻ thanh niên. Thế thì qua các cái câu hỏi của các bạn thì chúng tôi cũng thấy đối với người dân thủ đô như là cộng đồng của tại thủ đô Hà Nội thì chúng ta cũng rất là quan tâm đến trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, mà hôm nay cũng là đầu tiên tôi được tiếp xúc với các bạn trẻ thực phẩm thì chúng tôi cũng thấy là đây một điều hết sức là chúng tôi vui mừng và chúng ta đã quan tâm đến sức khỏe của mình. Xin phép để chia sẻ những các kinh nghiệm trong nhiều năm qua chúng tôi là cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề an toàn thực phẩm thì các bạn cũng nắm bắt được, để sau này các bạn cũng là những người tình nguyện viên, cũng là những người tuyên truyền viên giúp chúng tôi để làm sao để cái công tác tuyên truyền chúng ta có những một cái sức khỏe tốt. Cái câu hỏi của bạn ở trường một trường học thì có hỏi về cái thực phẩm là gì, thế thì các bạn nghiên cứu luật an toàn thực phẩm thì tại điều 2 khoản 20 của luật an toàn thực phẩm thì cũng có quy định về cái có cái quy định về cái khái niệm về thực phẩm là gì. Thì đối với cái khái niệm về thực phẩm trong luật an toàn thực phẩm thì như các bạn cũng đã biết là thực phẩm là sản phẩm của con người ăn và uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế hoặc đã qua chế biến. Thực phẩm thì không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất sử dụng như dược phẩm. Đó là cái định nghĩa trong luật an toàn thực phẩm mà các bạn có thể chúng ta download ở trên hệ thống cổng thông tin có các cái trang web đăng ký đến luật an toàn thực phẩm thì các bạn có thể để chúng ta nghiên cứu trên đó thì chúng ta cũng nắm bắt được về cái khái niệm thực phẩm. Đó là câu hỏi thứ nhất. Về câu hỏi thứ hai thì cũng có một bạn có hỏi là các đồng chí có thể chia sẻ về nguyên tắc
trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và ý nghĩa về công tác tuyên truyền trong vấn đề an toàn thực phẩm. Thế thì cũng báo cáo với các quý vị đại biểu là chúng tôi được cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tham mưu giúp việc cho Sở Y tế cũng Ủy ban nhân dân về cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Thì trong các cái quy định từ luật thực phẩm, từ nghị định của Thủ tướng Chính phủ về quy định các một số các cái điều chi tiết của luật an toàn thực phẩm, thì chúng tôi cũng có thể chia sẻ về các cái nguyên tắc trong công tác quản lý. Thế thì tại luật an toàn thực phẩm thì chúng ta có cái mục 1 về trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm. Điều đó quản lý nhà thì Bộ Y tế cũng đã tham mưu cho chính phủ cũng đã đánh giá thực hiện 10 năm triển khai luật an toàn thực phẩm. Thế thì cái đánh giá này thì chính phủ cũng sắp sửa là sẽ có một cái hội thảo cũng như là đánh giá đối với các địa phương về triển khai luật. Sau khi mà đánh giá xem có phần nào cần chỉnh sửa để cho nó phù hợp với cái công tác quản lý hiện tại thì chắc chắn là các địa phương đã có để đóng góp. Tuy nhiên thì tại thời điểm này thì chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện theo luật. Thì tại điều 61 về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thì chính phủ cũng đã thống nhất quản lý nhà nước và Bộ Y tế thì chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và các bộ ngành cơ quan ngang bộ trong phạm vi quyền hạn của mình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đó là một số các cái nguyên tắc. Thế và trong luật này thì cũng đã quy định là chính phủ thống nhất là giao cho ba bộ ngành thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đó là trách nhiệm của ngành y tế thì thực hiện theo điều 62 của thực hiện theo điều 62 của luật an toàn thực phẩm và điều 63 là trách nhiệm của ngành phát triển của ngành nông nghiệp và điều 64 là trách nhiệm của Bộ Công Thương và điều 65 là trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp. Thì trong cái nguyên tắc này thì trong cái mục 1 tại luật an toàn thực phẩm thì cũng đã quy định rất về nguyên tắc về công tác quản lý an toàn thực phẩm thì cũng là rất rõ. Như vậy thì mỗi một bộ ngành thì sẽ có một cái chức năng nhiệm vụ khác nhau, thì đấy là cái nguyên tắc quản lý trong vấn đề an toàn thực phẩm. Vâng, xin các quý vị đại biểu cứ tiếp tục thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ để trao đổi với các quý vị đại biểu nắm thêm công tác. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Lê Thị Hằng ạ. Và với cái nội dung liên quan đến thực phẩm, đến ý nghĩa công tác tuyên truyền an toàn thực phẩm cũng như là công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ cơ sở. Thì sau đây xin trân trọng kính mời bà Phạm Thị Thanh Nhàn sẽ có một số chia sẻ về các cách thức mà đã triển khai thực hiện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trong việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Xin mời bà. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các bạn thanh niên của thành phố Hà Nội, các đầu cầu cũng như là của quận Hoàn Kiếm, thì phòng Hoàn Kiếm thì hôm nay phòng y tế cũng rất là mừng khi mà được tham dự và chia sẻ những cái kinh nghiệm trong công tác quản lý về an toàn thực phẩm trên chính phủ. Thế thì về cái câu hỏi của các bạn trong việc hỏi rằng là thế nào là cái nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm và cái khái niệm cơ bản về an toàn thực phẩm, thì như là về công tác quản lý nhà nước thì bác sĩ Lê Thị Hằng, đại diện của chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm thì cũng đã nói rồi. Đó, tuy nhiên là về cái vấn đề mà khái niệm thế nào về an toàn thực phẩm thì chúng ta cũng hiểu nôm na rằng là về an toàn thực phẩm là đảm bảo cho loại trừ tất cả những nguy cơ, những cái tác nhân có thể làm gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ngộ độc thực phẩm ra khỏi trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm để cho phòng chống các ngộ độc thực phẩm. Thế thì về ăn đảm bảo an toàn thực phẩm thì nó phải có thứ nhất đấy là về nguồn gốc thực phẩm phải đảm bảo sạch và an toàn. Thứ hai là có người chế biến, sơ chế, chế biến thực phẩm. Thứ ba nữa là về các vệ sinh dụng cụ. Thứ tư nữa là vệ sinh môi trường trong quá trình chế biến thực phẩm. Thì chúng ta đảm bảo bốn cái yếu tố đó thì chúng ta sẽ cung cấp được thực phẩm an toàn.
Thế còn có câu hỏi là tại sao các hãng vẫn đang số kinh doanh thực phẩm vẫn đang ngang nhiên sản xuất chế biến cũng như là cung cấp thực phẩm cho các bạn, đặc biệt là như clip vừa rồi đã xem là ngoài thế rồi cho các hỗ trợ vân vân. Thì thưa quý vị đại biểu và các bạn là đoàn viên thanh niên, thì ngành y tế, ngành nông nghiệp, ngành công thương và các ngành chức năng cũng đã rất nỗ lực trong công tác kiểm soát những cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến hoặc là cung cấp các dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố trên địa bàn Hà Nội cũng như là toàn quốc. Và những cơ sở mà chúng tôi kiểm tra sát xử phạt nghiêm những cơ sở mà không đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên là về do những cái như là dân sinh mưu sinh thì người ta vẫn kinh doanh trái phép. Và ở trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thì chúng tôi các lực lượng chức năng thường xuyên là đẩy đuổi thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tuy nhiên là nỗ lực đó thì cần sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các trẻ đây, tại vì là nếu có cung thì sẽ có cầu. Vì vậy nếu như chúng ta không thì nó sẽ không. Chính vì vậy mà chúng ta nếu như chúng ta cùng với cả các ngành chức năng chung tay vào cuộc tẩy chay từ chỗ thực phẩm bẩn, thì sẽ tức là thực phẩm bẩn hoặc là những cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn sẽ không còn được sống nữa. Thế và thứ ba có câu hỏi của chỗ chị Huyền nói về là tức là tình hình kinh doanh của an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thì chúng tôi xin thông tin như sau. Thứ nhất là đến đầu năm 2020, số liệu của quận Hoàn Kiếm thì trên địa bàn quận có khoảng là 2.672 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Thế và riêng ngành y tế của chúng tôi là hơn 1.700 cơ sở, trong đó thì thức ăn đường phố chiếm khoảng là 50%. Thế và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của quận thì cũng đã được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các lãnh đạo và quý đạo nhân dân của quận. À, các ngành chức năng thì chúng tôi cũng đồng lòng đến nay chúng tôi đã triển khai giáo diết những cái hoạt động. Thứ nhất là về công tác tuyên truyền, chúng tôi đã tổ chức rất nhiều các lớp tập huấn tuyên truyền cho các hộ đoàn thể cũng như là và các chủ cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm trên địa bàn. Thứ hai là chúng tôi cũng đã tổ chức các hội nghị triển khai, ví dụ như là triển khai tháng hành động, rồi là hội nghị triển khai mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại địa bàn thể của một trường, và cũng biết rất nhiều bài truyền thông về đặc biệt là công khai danh sách những cơ sở mà không đảm bảo an toàn thực phẩm trên trang thông tin điện tử của các phường, cổng thông tin điện tử của ủy ban dân quận, và cũng như là các trên hệ thống loa đài truyền thanh của phường các khu hoạt động kiểm tra đó. Thì báo cáo với cả trong 18 đầu năm xử phạt là 29 cơ sở với số tiền xử phạt là 909.590.000 đồng, một số tiền rất là lớn. Chúng tôi kiểm tra theo các kỳ cuộc như là Tết Nguyên Đán, tháng hành động, Trung Thu, kiểm tra và thực phẩm trên tuyến phố đi bộ, đặc biệt là đi bộ xung quanh Hoàn Kiếm. Chúng tôi đã xử phạt nghiêm những cơ sở mà kinh doanh thực phẩm bẩn và kiên quyết đóng cửa một số cơ sở mà không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho đến khi họ khắc phục. Ví dụ như là nộm này, thế rồi là xúc xích, vân vân. Thế và chúng tôi cũng đã làm sát chặt. Thứ ba nữa là trong thực hành là người ta phải có trang phục bảo hộ như là khẩu trang, găng tay, áo tạp dề, mũ trùm tóc, dép được ủng riêng ở trong khu sản xuất, và móng tay thì phải cắt ngắn, và không được đeo đồng hồ, nhận vòng lắc. Và đặc biệt là cái thực hành là không được ăn uống, hút thuốc hay khàng nhổ trong quá trình sản xuất lương thực thực phẩm, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thế rồi trong quá trình sơ chế, chế biến thực phẩm. Và thế thì nếu như mà họ vi phạm những cái điều đấy thì sẽ có những cái điều luật quy định để xử phạt. Tôi xin hết ạ.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những ý kiến của đồng chí trưởng phòng kinh tế quận ạ. Xin hỏi là các bạn bạn vừa đặt câu hỏi của chúng ta còn có thắc mắc gì đối với cả các đồng chí trưởng quận không ạ, để chúng tôi tiếp theo sẽ giải đáp và trả lời các bạn thêm ạ. Bạn nào biết thực hiện đến từ hàng mã chúng ta còn thắc mắc thêm gì nữa không ạ? Dạ vâng, xin cảm ơn. Và sau các câu hỏi của chúng ta đến từ điểm cầu trung tâm thì xin được hỏi là tại các điểm cầu của chúng ta ở các tỉnh thành, các đại biểu có nội dung gì muốn gửi tới các đồng chí chuyên gia của chúng ta ở chủ báo hội thảo, thì xin mời các đồng chí có đăng ký để điểm cầu trung tâm các đồng chí phát biểu ạ. Xin được mời điểm cầu đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chúng tôi thấy bộ phận kỹ thuật báo ra là có điểm cầu đến từ thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến phát biểu ạ. Xin nhờ bộ phận kỹ thuật chúng ta sẽ kết nối với điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh ạ. Kính thưa đồng chí, là hiện nay là ở không chỉ ở Hà Nội và một số địa phương trên cả nước có cái mô hình là phố đi bộ và các cái không gian đi bộ, và đặc biệt ở tại Hoàn Kiếm chúng ta có không gian đi bộ Hoàn Kiếm và các vùng phụ cận, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng có một cái không gian đi bộ rất là lớn, và đặc biệt ở đấy chắc chắn là sẽ thu hút được rất nhiều các cơ sở kinh doanh về thực phẩm. Và chúng ta cũng rất muốn nghe những ý kiến đến từ thành phố Hồ Chí Minh về việc là họ triển khai cũng như họ đảm bảo các cái nội dung về vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào. Và đặc biệt là báo cáo các chuyên gia là để tổ chức hội thảo ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng rất là công phu khi mời rất là nhiều các điểm cầu từ các địa phương trên cả nước, đặc biệt các địa phương đấy thì đều rất là hot trên mạng khi mà có những cái có các bạn food reviewer, họ thường xuyên có những cái tương tác về các cái món ăn, và một lát nữa sẽ có một chút những cái bất ngờ về các bạn. Vâng, xin phép được chào mọi người, mình là Bảo Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Mình có một câu hỏi muốn đặt ra cho hội nghị như sau. Theo mình biết, Hà Nội là trung tâm của cả nước với nhiều thế mạnh về văn hóa, chính trị, trong đó không thể không kể đến những khu phố ẩm thực, những món ăn độc đáo hấp dẫn và thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Với tư cách là một công dân thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa một lần được ra thăm thủ đô Hà Nội, mình muốn đặt câu hỏi rằng các đồng chí có thể cho biết công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội đã và đang được triển khai như thế nào? Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn đồng cầu thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chúng tôi rất muốn nghe chia sẻ từ thành phố Hồ Chí Minh và các bạn hỏi kinh nghiệm của Hà Nội, thành ra là một lần nữa lại làm phiền các chuyên gia. Và trước khi trả lời câu hỏi của bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là chúng ta sẽ nghe một số ý kiến đến từ các điểm cầu khác, và xin mời điểm cầu ở tỉnh Quảng Ninh ạ, vùng đất mỏ Quảng Ninh ạ. Xin chào mọi người, tôi là Trần Huyền, tôi đến từ Quảng Ninh. Kính thưa các đồng chí, tôi có một câu hỏi như sau. Kinh doanh thực phẩm là ngành nghề đang hot và rất phù hợp với giới trẻ. Xin các chuyên gia cho biết, ngoài những thủ tục về thành lập doanh nghiệp, chúng tôi cần phải làm gì để chứng minh cơ sở sản xuất kinh doanh của mình đủ đảm bảo an toàn thực phẩm? Tôi xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bạn Huyền đến từ Quảng Ninh. Hôm nay là một câu hỏi cho các chuyên gia về các thủ tục về thành lập doanh nghiệp và các cái điều kiện để chứng minh cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo về an toàn thực phẩm. Và chúng tôi muốn đến với một điểm cầu nữa. Xin mời điểm cầu đến từ thành phố Hải Phòng ạ. Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Phong đến từ Hải Phòng. Tôi đã từng đến Hà Nội nhiều lần, địa điểm mà tôi thích nhất chính là quận Hoàn Kiếm, nơi có hồ Gươm thơ mộng, kem Tràng Tiền hấp dẫn đến nao lòng và có 36 phố phường nức tiếng cả nước. Tôi rất mong đồng chí bí thư quận đoàn Hoàn Kiếm giới thiệu thêm cho chúng tôi về những con phố, món ăn đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn của mình. Tôi thì tôi rất là muốn lát nữa sẽ được anh Phong chia sẻ thêm về các cái món ăn đặc biệt của thành phố Hải Phòng, và chúng tôi cũng rất là mong là các bạn trẻ đây có ai biết cái Hải Phòng food tour không ạ? Chúng ta đi có thể là bằng nhiều hình thức, nhưng mà tôi thấy các bạn trẻ bây giờ rất là thích cái tour Hải Phòng này và ăn sông Hải Phòng này ạ. Lát nữa là mong anh Phong sẽ trao đổi thêm với cả khách mời Hoàn Kiếm và các câu hỏi của các đại biểu đến các điểm cầu, thì sau đây chúng tôi xin được mời các chuyên gia, xin mời bà Lê Thị Hằng đến từ chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ trả lời các câu hỏi của đại biểu đến từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh ạ. Xin mời bà.
Tôi cũng nghĩ rằng là hôm nay thì chúng tôi cũng chỉ nghĩ là đối với báo Tuổi Trẻ Thủ Đô thì chỉ làm trong phạm vi của thủ đô Hà Nội. Nhưng mà đến đây tôi mới biết rằng là chúng ta triển khai cái công tác này này toàn quốc thì chúng tôi thấy này là một cái lan tỏa rất là rộng đối với các bạn trẻ này. Chúng tôi cũng đánh giá đối với báo Tuổi Trẻ Thủ Đô thì có một bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì lại cũng rất là quan tâm đến thủ đô Hà Nội, thì chúng tôi cũng xin phép là như chúng ta cũng đã biết là Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, là đầu mối giao thông của cả nước, là địa điểm được lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện chính trị trong nước và quốc tế như kỳ họp Quốc hội, SEA Games 31 vừa rồi, tại Hội thể thao Đông Nam Á đó là SEA Games 31 vừa rồi. Thế và ngoài ra còn rất là nhiều các cái sự kiện trong nước và quốc tế diễn ra cả thủ đô Hà Nội. Và có nhiều các cái làng nghề truyền thống, đồng thời cũng là một trong những ba vùng tập trung nhiều lễ hội của miền Bắc. Nền ẩm thực của Hà Nội với nhiều nét riêng cũng là một trong những nét yếu tố thu hút khách du lịch tới thành phố Hà Nội. Thế nên tôi thấy các bạn về an toàn thực phẩm thì đòi hỏi phải quyết liệt nhiều hơn nữa trong vấn đề quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Thế thì trong thời gian qua và hiện tại thì Hà Nội đã triển khai quyết liệt về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, triển khai đồng bộ kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội. Thì thành phố đã ban hành đầy đủ các cái văn bản chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và tập trung vào các cái dịp cao điểm như là Tết Nguyên đán, Tết Dương lịch, Tết Trung thu, tháng hành động vì an toàn thực phẩm và một số các cái thời gian trọng điểm khác. Thế thì về tổ chức các cái đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành về vấn đề an toàn thực phẩm cho các cái cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là xử lý nghiêm các cái cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và đưa lên các cái phương tiện thông tin đại chúng nhằm gian đe và cảnh báo cho người tiêu dùng. Cái thứ hai nữa là ngoài cái nhiệm vụ công tác thanh tra kiểm tra thì còn tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm từ thành phố đến quận huyện đến xã phường. Cái thứ ba là song song với cái nhiệm vụ mà trên thì một hoạt động không thể thiếu được đó là công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao thực hành về an toàn thực phẩm cho lãnh đạo quản lý, người chế biến kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Thì đối với thành phố Hà Nội thì cũng luôn luôn phối hợp với các cái cơ quan báo chí trung ương và địa phương để tổ chức các cái tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Và ngoài ra thì chúng tôi có làm một số các cái nội dung như là lấy mẫu thực phẩm ngoài thị trường cũng như là lấy mẫu thực phẩm tại các cái cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm để gì ạ, để xét nghiệm phát hiện các cái nguy cơ, để cảnh báo nguy cơ cho cộng đồng. Đó là trong thời gian qua Hà Nội chúng tôi đã làm rất là quyết liệt trong cái vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm và cũng đã được ban chỉ đạo liên ngành trung ương cũng đã kiểm tra trong các cái kỳ cuộc như là tháng hành động cũng như Tết Nguyên đán, là ban chỉ đạo trung ương thì cũng đã đánh giá cao Hà Nội cũng đã triển khai một cách hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Đó là cái câu hỏi thứ nhất của bạn thành phố Hồ Chí Minh. Cái câu hỏi thứ hai của bạn, một bạn Quảng Ninh có hỏi về khi các bạn trẻ muốn khởi nghiệp, khi các bạn trẻ muốn kinh doanh và đã thành lập được doanh nghiệp thì về chứng minh về cơ sở kinh doanh của mình có đủ đảm bảo an toàn thực phẩm. Thì cảm ơn một bạn Quảng Ninh cũng đã hỏi cái câu hỏi này. Chúng tôi thấy là nhiều người cũng cần quan tâm, để cần biết là khi mình lập một doanh nghiệp lên thì mình cần những cái nội dung gì theo quy định của pháp luật. Thì cũng báo cáo với các quý vị đại biểu là chúng tôi thấy là chúng ta cần phải đảm bảo như sau. Thứ nhất là chúng ta phải có cái giấy phép kinh doanh, nhưng mà phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp và có địa chỉ kinh doanh rõ ràng. Cái thứ hai nữa là được các cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân cấp. Thì đối với thành phố Hà Nội thì Chi cục An toàn thực phẩm cũng đã tham mưu cho Sở Y tế thành lập, tham mưu cho Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân về phê duyệt cái quyết định số 28 về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên thì đối với tỉnh Quảng Ninh thì chúng tôi cũng không biết được là tỉnh có phân cấp hay không, nhưng đối với thủ đô Hà Nội của chúng tôi có phân cấp cho tuyến thành phố, phân cấp cho tuyến quận huyện và phân cấp cho tuyến xã phường. Thì ở đây thì đối với giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì chúng ta sẽ thực hiện theo phân cấp. Ví dụ như là đối với giấy phép kinh doanh của
của việc sở kế hoạch đầu tư cấp thì do thành phố cấp đối với giấy phép kinh doanh, mà do quận huyện cấp thì quận huyện sẽ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện. Cái thứ hai nữa là phải chấp hành đầy đủ các cái quy định về an toàn thực phẩm. Thứ nhất là có 4 cái quy định chính. Một là quy định về điều kiện cơ sở vật chất. Hai là quy định về trang thiết bị. Thứ ba là quy định con người. Và thứ tư là điều kiện bảo quản. Đủ 4 yếu tố này thì mới đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm. Đó là hai cái câu hỏi của bạn Thành phố Hồ Chí Minh và bạn Quảng Ninh và bạn ở đầu cầu Quảng Ninh. Xin hết các bạn hỏi gì thêm thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để giúp đỡ các bạn hiểu thêm về cái kiến thức an toàn thực phẩm. Cảm ơn, xin cảm ơn bà Lê Thị Hằng. Và có bạn nào, có bạn trẻ nào, người trẻ thủ đô chúng ta còn có thắc mắc gì khi mà chúng ta muốn khởi nghiệp từ các cơ sở sản xuất, cơ sở liên quan đến thực phẩm không ạ? Chúng ta đã có những các chuyên gia của chúng ta ở đây, và nếu các bạn nào muốn thành lập các cơ sở trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, vâng, xin mời bạn. Kính thưa các chị lãnh đạo chủ trì hội thảo, em là Tô Minh Quang, là quản viên của Hoàn Kiếm. Thì em muốn dành cho các chuyên gia và các nhà quản lý một số câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên, bản thân chúng em là những người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm phát hiện cũng như phân biệt đâu là thực phẩm an toàn hay không. Vậy thì chương trình có thể hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm hoặc có gợi ý gì để chúng em có thể biết điều đó được không ạ? Câu hỏi thứ hai, như chúng ta đã biết thì gần đây có một vài vụ việc về thực phẩm bẩn đã được phanh phui trong thời gian qua. Điều này đã chứng tỏ khâu quản lý sản phẩm lương thực, thực phẩm còn những hạn chế nhất định. Vậy thì trên địa bàn Hà Nội, đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò quản lý của chính quyền, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp về việc này? Câu hỏi thứ ba, ở đây thì bản thân em đang muốn khởi nghiệp bằng việc sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an toàn thực phẩm, và cụ thể là mở một quán ăn. Vậy em cần làm gì để có thể đảm bảo an toàn thực phẩm? Em rất mong nhận được lời khuyên của chương trình và em xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bạn Nghiêm Minh Quang, một đoàn viên thanh niên quận Hoàn Kiếm. Và về câu hỏi này thì có một số nội dung liên quan đến việc là mở các cơ sở kinh doanh về an toàn thực phẩm thì bà Lê Thị Hằng đã vừa giải đáp. Tuy nhiên là cái kinh nghiệm phát hiện cũng như là biết đâu là thực phẩm chưa an toàn để có thể tránh thì rất là mong các chuyên gia kính mời bà Lê Thị Hằng, kính mời bà Phạm Thị Thanh Nhàn sẽ có những cái trao đổi lại với cả đoàn viên thanh niên đồng quận ạ. Tôi xin phép trả lời câu hỏi của bạn viên Kiếm. Sau đó thì có thêm đề nghị chị Hằng sẽ bổ sung thêm về công tác quản lý của thành phố. Thế thì có bao quý vị đại biểu bản thân các bạn thì để đến một cơ sở, đến một nhà hàng hoặc đến một cái chỗ mà chúng ta ăn uống thì đúng ra với người dân thông thường chúng ta chỉ có thể quan sát bằng mắt được thôi, chứ còn đến cơ quan chức năng để mà vào thẳng cho biết người ta thì khó. Hoặc là thì chúng ta cũng, thứ nhất chúng ta đến một nơi mà chúng ta thấy rằng là cơ sở nhà cửa chúng ta sạch sẽ, chỗ ngồi sạch sẽ, tránh xa ống sảnh, sàn sảnh, đúng không ạ? Chúng ta có thể vào một chỗ mà nó len nhem ngay cạnh cống rãnh để ngồi ăn được. Như thế là thế rất mất mỹ quan rồi. Thứ hai nữa là cơ sở đấy là không có ruồi nhặng. Bằng mắt thường chúng ta có thể phát hiện ra được, đúng không ạ? Thường thật là chắc chắn choang mặt bàn gì là bằng inox sạch. Thế mà có thùng rác để đựng rác ở bên cạnh, không có côn trùng, không có ruồi nhặng. Đấy là đầu tiên về cơ sở chúng ta lại thấy sạch sẽ và chúng ta lại yên tâm. Thứ hai là đối với người mà chế biến thực phẩm hoặc những người phục vụ chúng ta, về thực phẩm ta, để phục vụ chúng ta là người ta có những cái trang phục riêng, hoặc là khi mà người, đặc biệt là chúng ta hay ăn ốc ăn trộm, đúng không, những cái món trộm đấy họ không có tay từ thì thấy tất cả những người mà phục vụ chúng ta có cái đắp, có găng tay, có khẩu trang, có mũ. Và cái cách mà người ta bê thực phẩm ra nhiều nơi tôi thấy phát hiện ra là các bạn mũ còn thọc cả vào tay vào trong mắt, các mũ chẳng hạn, các lời chẳng hạn. Thì đấy chỉ khi mà cái tác phẩm mũ mà người ta là bê vào hai tay không có chạm vào thực phẩm, đi găng tay các thứ, chúng ta bằng cảm quan chúng ta đã nhìn thấy rằng là cơ sở này chúng ta đã tạm yên tâm để chúng ta có thể thì việc ấy rồi. Thứ nữa là một số những cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm, người ta sẽ phải công khai cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, phải treo cái theo chỉ đạo của ban nhân dân thành phố là phải công khai những cái nguồn gốc thực phẩm này và được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là các dán ở trên tường rồi. Cho nên chúng ta vào những cái nơi đó
ta thấy là chúng ta đã thấy yên tâm rồi, cơ sở đấy là đã tương đối là bạn yên tâm rồi. Thế nữa là khi mà trong quá trình ăn uống mà chúng ta nhận thấy rằng là nhìn cái thực phẩm mà tự dưng lại thấy để chảy nước ra, hoặc là trông nó méo mó, khi như thấy cái kem mà nó bị méo mó, tức là đã bị coi như là bị chảy nước ra rồi, à, bị biến dạng rồi, đến khi ấy là mình đang bị từ chối không được nhận những cái kem như thế. Trông nó ví dụ như thế, đấy là những cái kiến thức rất là sơ đẳng để các bạn có thể nhận biết được thế nào là một cái nơi mà chúng ta có thể yên tâm để sử dụng dịch vụ ăn uống. Xin cảm ơn bà Phạm Thị Thanh Hà. Tức là ngay từ đầu bà ta vào cái cơ sở kinh doanh ăn uống, ta có thể thấy luôn là nó có an toàn hay nó có vệ sinh hay không. Và cái tiêu chuẩn vệ sinh thì tôi nghĩ rằng là nó cũng phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh của mỗi người, mỗi gia đình chúng ta thôi, đúng không ạ, thưa các chuyên gia? Chúng ta không thể nào mà ngồi cạnh một cái ngồi ăn ở vỉa hè mà cạnh một cái đường đi ngược lại hoặc cống rãnh hoặc là nước thải chung với cả các khu vực nấu nướng ăn uống như thế. Và đấy cũng là một trong những cái cách để nhận biết những cái cơ sở kinh doanh có an toàn hay không. Nhưng mà cũng có cái khó là thanh niên Hoàn Kiếm thì cơ bản là các cơ sở kinh doanh đang hướng trên địa bàn quận thì sẽ rất nhiều cơ sở ở cái vị trí rất là chật hẹp. Và cũng là qua cái hội thảo ngày hôm nay, mong muốn các bạn đoàn viên thanh niên chúng ta có hẳn một cái tuyến phố an toàn vệ sinh, có được kiểm soát, và cũng có rất nhiều các cái cửa hàng kinh doanh ăn uống mà chúng ta được các cái trang gọi là highly recommend, và rất là mong các bạn sẽ nghiên cứu những cái đó. Bản thân chúng ta là những người sống trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, và chúng ta tuyên truyền cho bạn bè quốc tế cũng như là các anh chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh hay là anh Phong đến từ Hải Phòng, chị Huyền đến từ Quảng Ninh về các cái địa điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Và thưa anh các chị, ngoài cái phố chúng tôi gọi là phố ẩm thực Tống Duy Tân, Cống Trình, là các cái cơ sở kinh doanh an toàn thực phẩm được kiểm soát và được các cơ quan nhà quản lý nhà nước kiểm soát về an toàn thực phẩm, thì cũng có rất nhiều các nhà hàng mang đậm cái phong vị của hương vị phong vị truyền thống. Ví dụ như là một trong những cái món ăn mà được CNN hay là các cái trang báo mà khuyên là chúng ta nên ăn một top 100 món ăn mà chúng ta nên ăn trước khi chết đấy ạ. Không hẳn các bạn, tôi phải dùng cái từ đấy, tại vì nguyên gốc cái từ đấy trên các trang đấy là Before Die. Thì chúng ta có ví dụ như ở Hoàn Kiếm thì có chả cá Lãng Vọng, cũng có rất nhiều các cái nhà hàng đã đạt chuẩn đạt sao để chúng ta có thể thưởng thức các cái món ăn này. Hay là có thể nói là thiên đường, Hoàn Kiếm cũng có thể nói là thiên đường của các món ăn như bún phở. Nhưng mà chúng ta tìm những cái cửa hàng, cửa hiệu mà có những cái dấu hiệu an toàn như đồng chí trưởng phòng y tế quận vừa mới trao đổi, để chúng ta thực sự là có cái bữa ăn an toàn cho mình, có những cái cơ hội để thưởng thức và món ăn vừa ngon vừa sạch. Và sau đây xin mời các ý kiến tiếp theo của chúng ta gửi đến chương trình ạ. Xin mời các bạn ạ. Cái này rất là cao ạ. Xin mời bạn. Kính thưa các đồng chí, tôi là Vũ Thị Thanh, tôi là bí thư đoàn quận Hoàn Kiếm. Tôi có hai câu hỏi để cho hội nghị này. Theo đồng chí đại diện chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân trong những năm qua, chi cục đã làm những gì để ngăn chặn thực phẩm không an toàn? Và câu hỏi thứ hai là những trăn trở của đồng chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là khi người dân Việt Nam thì càng ngày càng nhiều người mắc các bệnh về liên quan đến ăn uống. Xin chỉ đạo cảm ơn ạ. Vâng ạ, trước khi bà Lê Thị Hằng có ý kiến phát biểu, xin được hỏi là còn bạn đoàn viên thanh niên nào có thêm ý kiến muốn gửi đến chuyên gia Lê Thị Hằng không ạ? À, xin mời bạn. Các đồng chí ạ, tôi là Nguyễn Thị Hồng, cô đến từ đoàn phường Hàng Bạc ạ. Tôi có hai câu hỏi muốn hỏi sau ạ. Câu thứ nhất là bây giờ cũng là dịp cuối năm thì vấn đề về an toàn thực phẩm được quan tâm hơn bao giờ hết. Vậy các ban ngành chức năng cần phải làm gì để người dân yên tâm hơn, không để việc vừa ăn Tết vừa lo sợ trong việc ăn nhầm thực phẩm kém chất lượng? Câu hỏi thứ hai là theo các đồng chí, chiến dịch người trẻ và không với thực phẩm bẩn nên bắt đầu từ đâu? Từ chính các bạn đoàn viên thanh niên, từ chính sách của nhà nước hay từ tâm của các cá nhân? Tôi xin cảm ơn ạ. Thank you.
Và trước khi vào câu hỏi của các bạn thì vừa nãy thì đồng chí Nhàn, trưởng phòng y tế thì có chia sẻ cái kinh nghiệm để mình lựa chọn các cái cơ sở thế nào là an toàn để chúng ta ăn các cái thực phẩm an toàn để bảo vệ chính bản thân chúng ta. Thế thì chúng tôi cũng thêm xin thông tin thêm một nội dung về các bạn trẻ cũng có thể vào các cái trang điện tử của các báo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng có phối hợp với báo Kinh tế đô thị, cũng là một báo mà của thành phố Hà Nội, cũng đã tuyên truyền rất là nhiều về vấn đề an toàn thực phẩm, cũng như là báo Cửa Thành phố cũng vậy, cũng như là báo Hà Nội Mới đều có những các cái trang thông tin về công tác an toàn thực phẩm. Tuy nhiên thì đối với báo Kinh tế đô thị thì cũng đã làm với chúng tôi rất nhiều, và chúng tôi cũng luôn luôn giới thiệu cho các cái cơ sở an toàn và những cái nét ẩm thực của thủ đô Hà Nội thì có một cái trang đó, thì các bạn có thể vào cái trang báo của Kinh tế đô thị để các bạn tìm hiểu trên cái trang để xây dựng một cái trang nét ẩm thực của thủ đô Hà Nội, cũng như giới thiệu một số các cái nhà hàng đạt cái tiêu chí về an toàn thực phẩm, cũng như một số các cái dịch vụ thức ăn đường phố. Thì đấy là cái thông tin thêm để các bạn trẻ cũng có thể nắm được thêm. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tôi cũng ngồi lắng nghe ý kiến của các bạn trẻ có hỏi mấy câu hỏi, thì tôi xin phép là sẽ trả lời các bạn như sau. Thế thì một bạn ở quận Hoàn Kiếm, ở đấy thì tôi cũng có ngồi cũng ghi chép về cái câu hỏi, và tuy nhiên thì câu hỏi này chưa đáp ứng được cho bạn, đúng không ạ? Thì tôi cũng xin phép các đồng chí ở biên tập báo, như là các đồng chí, tôi sẽ giúp các bạn luôn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm để các bạn nắm được. Thế thì bạn có hỏi một nội dung là có một vụ việc về thực phẩm bẩn được phanh phui trong thời gian qua. Điều này chứng tỏ không quản lý an toàn thực phẩm còn có những hạn chế nhất định. Vậy trên địa bàn Hà Nội, đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của chính quyền, đúng không ạ? Đúng rồi, bạn có hỏi như vậy. Thế thì câu hỏi này thì chúng tôi cũng xin phép cho bạn trẻ, chúng tôi cũng thông tin để các bạn trẻ nắm bắt được về cái vai trò công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của các chính quyền. Thế thì các bạn cũng đã biết là trong cái thời gian vừa qua thì đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội thì cũng đã có rất là nhiều nỗ lực, đặc biệt là các cấp chính quyền đã tham gia tích cực, chỉ đạo quyết liệt trong vấn đề an toàn thực phẩm và cũng đã đạt được các kết quả ghi nhận ở đây. Thì chúng ta thấy rằng là đối với hàng năm thì đối với chi cục an toàn thực phẩm thì chúng tôi cũng có cái đánh giá về thực thái độ thực hành của người lãnh đạo quản lý, người chế biến kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Thì qua cái đánh giá đấy thì kiến thức về an toàn thực phẩm của các đối tượng thì được nâng lên. Thì đây là một cái đánh giá để chúng ta đánh giá về công tác quản lý an toàn thực phẩm. Thì chúng tôi đánh giá một rồi thì cũng đã đánh giá là hàng năm thì chúng ta cũng đã cái công tác của tuy nhiên thì đối với cái công tác an toàn thực phẩm này vẫn là một vấn đề thách thức to lớn đặt ra cho các cấp, các ngành phải tăng cường hơn nữa trong vấn đề an toàn thực phẩm. Thế thì chúng ta phải đặt ở đây đó là cái vị trí, cái vai trò, trách nhiệm của chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về công tác an toàn thực phẩm. Chúng ta thấy là cái vai trò rất là quan trọng, bởi vì chỉ có chính quyền mới chỉ đạo được các ban ngành để làm sao triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Cho nên đối với cái vai trò mà công tác lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền thì là hết sức quan trọng. Chúng tôi đến thì chúng tôi thấy là cái mấu chốt, là cái then chốt để đạt được hiệu quả hay không. Bởi vì chính quyền là những người điều tiết các ban ngành để triển khai các cái hoạt động về an toàn thực phẩm. Nếu không có chính quyền thì chắc chắn là các ban ngành cũng không triển khai hoạt động được. Cho nên chính vì vậy mà chúng tôi đánh giá là đối với cái vai trò của cấp chính quyền hết sức quan trọng trong cái công tác chỉ đạo điều hành vấn đề an toàn thực phẩm. Thế còn đối với cái cơ quan chức năng thì phải là cơ quan tham mưu thông minh, chúng tôi nói là phải là cái cơ quan tham mưu thông minh cho chính quyền để triển khai các cái hoạt động về an toàn thực phẩm. Thế thì triển khai các cái hoạt động về an toàn thực phẩm ở đây thì có rất là nhiều các cái hoạt động. Một là có thể là hoạt động trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Thứ hai nữa là tổ chức các cái lớp tập huấn truyền thông nâng cao kiến thức, thái độ thực hành của người lãnh đạo quản lý, người chế biến kinh doanh và người tiêu dùng. Cái thứ ba là triển khai một số các cái hoạt động như lấy mẫu, giám sát nguy cơ, cảnh báo nguy cơ. Đó là các cái cơ quan chuyên môn là phải triển khai thực hiện
theo sự chỉ đạo điều hành của cấp chính quyền địa phương. Thì chúng tôi đánh giá là đối với cơ quan chuyên môn thì luôn luôn chúng tôi nói rằng là tất cả các cái cơ quan chuyên môn, các cơ quan chức năng phải là người tham mưu thông minh cho các cấp chính quyền về triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Đó là cái câu hỏi của bạn ở Hoàn Kiếm, rồi bạn có hỏi nhưng mà chưa được các ai trả lời, thì tôi cũng có thể giúp để cho bạn biết là vai trò của chính quyền địa phương trong vấn đề an toàn thực phẩm. Thì đấy là cái câu hỏi thứ nhất là của bạn Hoàn Kiếm. Thế thì tiếp theo có một câu hỏi của bạn nữa, cũng của quận Hoàn Kiếm. Lúc đầu đúng không ạ, bạn có hỏi là khi khởi nghiệp bằng khi khởi nghiệp thì bạn muốn coi như là mở một cái cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, thì cụ thể là một quán ăn vậy cần làm gì để đảm bảo an toàn thực phẩm. Thì cái câu hỏi này sẽ cũng trùng lặp với một bạn ở Bình Định, là khi mà mở một cái quán ăn ra thì chúng tôi thấy rằng là khi các bạn mà khởi nghiệp mà cũng đã có một cái ý tưởng như vậy thì chúng tôi cũng thông tin giống như bạn của mình, tôi cũng không có gì khác đúng không ạ? Theo quy định của luật an toàn thực phẩm, khi mở một cửa hàng ăn uống hoặc một cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm thì cũng phải đáp ứng các cái yêu cầu, một là có cái phép kinh doanh, có ngành nghề kinh doanh, có địa điểm kinh doanh hợp pháp theo quy định. Cái thứ hai là giấy chứng nhận cơ sở điều kiện, tôi cũng đã giải thích rồi. Cái thứ ba là đáp ứng về điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện trang thiết bị, điều kiện con người và bảo quản thực phẩm. Đó là bốn cái điều kiện chính, đúng không ạ? Thế thì khi mà bạn muốn mở một quán ăn thì bạn phải đáp ứng được tất cả các cái điều kiện này. Đó là cái câu hỏi của bạn Kiếm. Thế và tiếp theo một cái câu hỏi của bạn Hàng Bồ, vào phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm. Có hỏi về chi cục an toàn thực phẩm đã làm gì cho người dân trong những năm qua để làm ngăn chặn các cái thực phẩm. Tôi nghĩ rằng là các cái thực phẩm chúng ta dùng để cụm từ các cái thực phẩm không an toàn thì nó phù hợp với văn bản hiện nay, chứ chúng tôi nghe từ đầu đến giờ là các bạn luôn luôn nói đến thực phẩm bẩn, nhưng mà với cơ quan quản lý của chúng tôi thì cũng chỉ nhắc đến vấn đề thực phẩm không an toàn. Thì các bạn trẻ cũng mong các bạn trẻ khi là câu hỏi lần sau nói thực phẩm không an toàn giúp chúng tôi, chứ cứ nói mãi thực phẩm bẩn. Báo cáo với các bạn trẻ là đối với chi cục an toàn thực phẩm thì ngay đầu giờ tôi cũng đã chia sẻ thông tin là đơn vị thường trực tham mưu cho sở y tế, tham mưu cho sở y tế trình ủy ban nhân dân các cái văn bản chỉ đạo điều hành về công tác an toàn thực phẩm. Thứ hai là các cái quyết định ở đây về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Ví dụ như là năm 2022 thì chi cục đã tham mưu cho sở y tế trình ủy ban nhân dân ban hành được cái quyết định số 28 về phân cấp nhiệm vụ quản lý cho quản lý về an toàn thực phẩm cho sản phẩm các ngành. Ví dụ ở đây là cho các ban ngành đoàn thể, ví dụ như là ngành y tế, ngành công nghiệp, thì ngành công thương, ủy ban nhân dân quận, ủy ban nhân dân huyện, rồi sở kế hoạch đầu tư, sở thông tin cho tất cả các ngành đều phải mỗi một ban ngành sẽ có một chức năng nhiệm vụ và các cơ quan báo đài, ví dụ như là báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cũng có trong quy định 28, báo Kinh Tế Đô Thị, báo Hà Nội Mới, rồi các hội ban ngành, ví dụ hội nông dân, hội chữ thập đỏ, hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ, rồi các cái sở ngành ủy, rồi mặt trận tổ quốc, thì các ngành nào cũng có trong được phân cấp trong quy định 28 để các bạn sẽ lưu ý cho đó. Thế thì đấy là những cái lên. Cái thứ hai nữa là tham mưu cho sở y tế ban ngành quyết định để thành lập các cái đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành cũng như chuyên ngành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Ví dụ năm 2022 này thì vừa rồi thành phố cũng đã ký một ban chỉ đạo thanh tra an toàn thực phẩm, cũng đã thành phố cũng đã ký ban hành một cái quyết định thành lập đoàn kiểm tra đánh giá chấm điểm cuối năm, đó là chấm điểm thi đua của các quận huyện cũng như từ quận huyện thì cũng chấm điểm thi đua của các xã phường thị trấn. Đấy là đối với chi cục. Rồi ngoài ra thì chi cục tham mưu cho trình ủy ban nhân dân, tham mưu cho sở y tế trình ủy ban nhân dân các kế hoạch như là kế hoạch Tết Nguyên Đán này, lễ hội này, tháng hành động về an toàn thực phẩm, Tết Trung Thu và đặc biệt chuẩn bị đến thời gian Tết Nguyên Đán này. Năm tiếp theo năm 2023 thì chi cục an toàn thực phẩm
với cơ quan là cơ quan thường trực tham mưu cho Sở Y tế xây dựng một số các cái văn bản cũng như các kế hoạch, các cái quyết định để trình Ủy ban nhân dân về công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Thế ngoài ra thì chi cục cũng chủ động triển khai được tuân theo nhiệm vụ triển khai các cái hoạt động chuyên môn như là hoạt động thanh tra kiểm tra, thì hàng năm chi cục cũng luôn luôn thành lập các cái đoàn kiểm tra thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Thế kiểm tra thanh tra các cái cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, ví dụ như là đối với giấy phép kinh doanh của Sở Kế hoạch Đầu tư thì thành phố sẽ đi kiểm tra và thanh tra. Thế còn đối với các cái giấy phép kinh doanh mà được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì sẽ do thì Ủy ban nhân dân cấp quận huyện sẽ cấp cái việc đó, và Ủy ban nhân dân quận huyện theo quyết định 28 phải chủ động triển khai các cái hoạt động thanh tra và kiểm tra. Thế thì trong quá trình thanh tra kiểm tra thì đối với chi bộ cũng có tiến hành xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với một số các cái cơ sở không chấp hành đầy đủ các cái quy định về an toàn thực phẩm. Cái thứ hai là có lấy mẫu, ví dụ như là lấy mẫu các cái cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm và lấy mẫu giám sát nguy cơ tại cộng đồng. Thì ở đây thì chúng tôi cũng ngay lấy hai dạng mẫu, một là lấy mẫu tại cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm để đánh giá về các điều kiện như trang thiết bị cũng như là sản phẩm, chất lượng sản phẩm có được lưu thông ra thị trường hay không, thì chi cục khả năng đã làm. Cái thứ hai nữa là hàng năm thì chúng tôi có xây dựng một cái kế hoạch giám sát mối nguy cơ, một mối nguy cơ để cảnh báo cộng đồng, thì chúng tôi có thể đi lấy mẫu cộng đồng, ví dụ như là lấy mẫu bất kỳ lúc nào ở tại các cái cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại ngoài vỉa hè, chúng tôi xét nghiệm, sau đó chúng tôi xét nghiệm để có cái kết quả xét nghiệm đó, chúng tôi mới phân tích các cái nguy cơ, đâu là nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, sau đó thì chúng tôi phối hợp với cơ quan báo chí cũng như là phối hợp với các ban ngành đoàn thể để các thông tin để đưa lên các thông tin phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo nguy cơ cho cộng đồng, để cộng đồng nắm bắt được để chúng ta biết cách lựa chọn các cái thực phẩm an toàn để không gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Là cái nội dung mà chi cục chúng tôi đã và đang và thường xuyên làm ở nhiều năm nay trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Thế và một câu hỏi nữa của một bạn nói rằng những của các bạn có một bạn ở phường Hàng Bồ quận Hoàn Kiếm, những trăn trở của đồng chí về an toàn thực phẩm, nhất là khi người dân Việt Nam ngày càng nhiều người mắc cái chứng bệnh nguy hiểm liên quan đến gì ạ, đến đường ăn uống. Thế thì cũng như các đồng chí cũng đã biết, khi chúng tôi làm công tác tuyên truyền thì bao giờ chúng tôi cũng nói một câu rằng chúng ta biết là bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra, đúng không ạ? Mà nhất là chúng ta con người thì chúng ta muốn lớn lên và tồn tại thì chúng ta phải nhờ ăn và uống, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta ăn uống mà không đảm bảo để ăn vào thực phẩm thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, đúng không? Ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Thế thì như các đồng chí đã biết là theo Tổ chức Y tế Thế giới hiện nay thì có rất nhiều các cái bệnh truyền qua thực phẩm. Nếu mà theo thống kê thì chúng ta có khoảng trên 400 bệnh truyền qua thực phẩm. Nào ví dụ như là tả, lý, thương hàn, các loại run sán vân vân, rất nhiều các cái bệnh truyền qua thực phẩm. Các cái bệnh truyền qua thực phẩm, nếu như chúng ta không có kiến thức về an toàn thực phẩm thì chắc chắn chúng ta sẽ sử dụng các cái thực phẩm không an toàn. Mà chúng tôi nghĩ rằng nếu thực phẩm không an toàn thì khi vào cơ thể con người chắc chắn nó sẽ sinh ra một số các cái bệnh tật liên quan, đó là điều đương nhiên, thì đúng không ạ? Thế thì ở đây thì đối với chúng tôi thì cũng khuyến cáo người tiêu dùng, nhất là các bạn trẻ đang ngồi đây, thì chúng ta phải tìm hiểu các cái kiến thức về an toàn thực phẩm. Tìm hiểu kiến thức ở đây thì chúng tôi nghĩ là các đồng chí cũng phải lên biết được biết lựa chọn thực phẩm. Cái thứ hai là biết chế biến thực phẩm an toàn, và thứ ba là biết bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. Phải biết đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu kiến thức. Từ cái tìm hiểu kiến thức xong thì chúng ta phải có cái thái độ thực hành, làm sao cho nó phù hợp, cho nó đúng với quy định về an toàn thực phẩm. Từ đây ví dụ một cái sản phẩm nhà sản xuất thì các quy định đã bảo quản từ gì ạ, không đến gì ạ, đến 5 độ C, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là thời khi mà chúng ta mở nắp ra là chúng ta phải sử dụng ngay, nhưng khi cái kiến thức của chúng ta không có, theo khi chúng ta lại đi mua từ quận Hoàn Kiếm lại về quận Cầu Giấy, trên đường đi thì chúng ta có thể tạt ngang tạt ngửa, trong quá trình đó cái thời gian kéo dài nó lại không đảm bảo được điều kiện là chúng ta thấy rằng là có cái sản phẩm như thế là bị ô nhiễm, mà khi ô nhiễm như vậy chúng ta ăn vào nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
cũng như là ví dụ như là một vụ việc mà chúng tôi cũng thông tin cái này thì thông tin cũng rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng rồi, thì chúng ta có một cái sản phẩm thực phẩm ở đây đúng không ạ? Cái cơ sở sản xuất này là ở nhà anh ở thành phố Hà Nội của chúng ta. Thế thì về mặt đúng không, về mặt sản xuất ra sản phẩm là sản phẩm, nhưng trong quá trình thì chúng ta vận chuyển bảo quản thực phẩm chưa phù hợp, để trong cái khuyến cáo của gì ạ, của nhà sản xuất là phải bảo quản ở cái nhiệt độ là từ 0 đến 8 độ C, nhưng chúng ta lại vận chuyển đi vào thành phố Hồ Chí Minh, đi các tỉnh, lại qua các cái kênh ví dụ như là ship hàng vân vân, thì cái thời gian bảo quản nó phải đủ đúng quy định, dẫn đến cái tình trạng thực phẩm nó bị gì ạ, ô nhiễm. Mà ô nhiễm như vậy thì sẽ sinh ra các cái vi khuẩn gây bệnh ở đó, thì và người ăn vào sẽ gây ngộ độc thực phẩm. Cho nên đối với các công tác này thì chúng tôi khuyến cáo là chúng ta phải tìm hiểu về kiến thức lựa chọn một thực phẩm và biết cách bảo quản sử dụng thực phẩm an toàn thì chúng ta mới có một cái sức khỏe an toàn. Đó là cái câu hỏi của bạn Thang Cô. Thế và một cái câu hỏi nữa của một bạn tôi không rõ là bạn ở địa bàn nào thôi, thì tôi cứ trả lời các bạn. Thế thì bạn có hỏi là cuối năm vấn đề an toàn thực phẩm lại được cơ quan quan tâm hơn bao giờ hết, vậy các ngành chức năng cần phải làm gì để được người dân yên tâm và để được ăn Tết một cách an toàn. Thế thì như chúng ta đã biết là các cái phương tiện thông tin đại chúng thì cuối năm thì nói rất nhiều về vấn đề an toàn thực phẩm. Thì như chúng ta đã biết là hàng năm thì mỗi dịp xuân về, nhu cầu sử dụng thực phẩm thì ngày càng tăng, đúng không ạ? Do vậy đối với các ngành chức năng thì phải chủ động trong cái công tác chủ động triển khai các cái biện pháp chuyên môn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đặc biệt là tập trung vào công tác một là công tác thanh tra kiểm tra các cái cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm. Và trong quá trình thanh tra kiểm tra thì phải xử lý nghiêm các cái cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đặc biệt là bao giờ chúng tôi cũng chỉ đạo các quận huyện cũng như là các xã phường là phải gì ạ, đưa lên các cái phương tiện thông tin đại chúng để nhằm răn đe và cảnh báo nguy cơ cho cộng đồng. Đấy là cái công tác mà chúng tôi luôn luôn đưa ra và trọng tâm hàng đầu. Và cái thứ hai nữa, đây cũng là một cái tiêu chí chấm điểm của thi đua của thủ đô Hà Nội, thì đây có chỉ nhàn là trưởng phòng kinh tế, bao giờ chúng tôi có cái trang web của ủy ban nhân dân, nếu xử lý vi phạm mà không đưa lên cổng thông tin điện tử thì sẽ bị gì ạ, trừ điểm. Thế thì những cái nội dung này thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta cần phải đẩy mạnh, nhất là báo Tuổi Trẻ chúng tôi thì thời gian tới sẽ phối hợp với chúng tôi để đẩy mạnh cái công tác đưa các cái cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm để cảnh báo nguy cơ cho cộng đồng, để cộng đồng nắm bắt được. Cái thứ hai nữa là song song cái việc thanh tra kiểm tra thì một việc chúng tôi đánh giá là một việc hết sức quan trọng, đó là công tác tuyên truyền. Thế thì công tác tuyên truyền thì chúng ta cũng đã biết rồi, đó là một nhiệm vụ trọng tâm, là một nhiệm vụ đi trước trong một bước các cái hoạt động về an toàn thực phẩm. Bởi vì công tác tuyên truyền vận động người sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm phải có cái kiến thức về an toàn thực phẩm. Thế thì cái này công tác tuyên truyền chúng tôi đánh giá là phải rất hết sức quan trọng để cho người dân nắm bắt được. Thế thì hàng năm về dịp cuối năm thì chúng tôi cũng rất trọng tâm trong vấn đề công tác tuyên truyền. Mà tuyên truyền ở đây thì chúng tôi trọng tâm tuyên truyền cho những người tiêu dùng về cách lựa chọn các mô thực phẩm bao gói sẵn. Bởi vì trong dịp Tết là chúng ta sử dụng, nhu cầu sử dụng thực phẩm bao gói sẵn của chúng ta rất nhiều. Nào rượu, bia, nước giải khát từ các loại thực phẩm bao gói sẵn rất là nhiều. Thế thì chúng ta phải có cái kiến thức cơ bản về cái lựa chọn mô thực phẩm bao gói sẵn. Thì ví dụ như là thực phẩm bao gói sẵn thì chúng ta phải biết cách lựa chọn như thế nào. Ví dụ chúng ta phải có tên sản phẩm đầu tiên, thứ hai nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất, nhưng phải địa chỉ rõ ràng, đúng không ạ? Đúng số nhà, đúng địa điểm. Ví dụ như là nếu như địa chỉ sản xuất mà nói là Ba Vì Hà Nội thì Ba Vì có 30 xã thị trấn, xã thị trấn nào, cho nên là các bạn phải biết là phải địa chỉ rõ ràng. Ví dụ quận Hoàn Kiếm thì phải có số nhà, phường nào, địa chỉ nào, thôn xóm nào là phải rõ, đó là cái địa chỉ. Cái thứ ba là thương nhân nào chịu trách nhiệm, rồi ngày sản xuất, hạn sử dụng, rồi hướng dẫn và sử dụng thực phẩm là phải có, và bảo quản thực phẩm, hướng dẫn bảo quản thực phẩm phải có, thành phần cấu tạo phải có, rồi khối lượng dịch là phải có. Đấy là những cái tiêu chí mà lựa chọn các cái thực phẩm bao gói sẵn.
Đó là những cái nội dung mà chúng tôi cũng cuối năm là chúng ta cũng sẽ có những cái giúp cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát tuyên truyền, và chúng tôi có lấy mẫu để cảnh báo nguy cơ cho cộng đồng. Cái nhiệm vụ này là chúng tôi cũng làm thường xuyên và cuối năm chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh cái vấn đề này. Thế thì các bạn cứ yên tâm là chúng ta sẽ tìm được cái kiến thức để chúng ta lựa chọn mua các cái thực phẩm làm sao an toàn để chúng ta có một cái sức khỏe tốt trong cái ngày đó. Xin cảm ơn các bạn cũng đã đặt ra cái câu hỏi cho chúng tôi để chúng tôi có những cái cơ hội được chia sẻ cho các bạn. Xin các bạn sẽ có những cái ý kiến thêm cũng như là các cái câu hỏi để chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ giúp cho các bạn có những cái kiến thức về học tập thực phẩm. Xin hết. Cảm ơn, xin cảm ơn bạn Lê Thị Hằng ạ. Xin hỏi còn bạn nào có những thắc mắc dành cho các vị chuyên gia của chúng ta ngồi trên này không ạ? Vừa nãy khi anh Hưng vừa đi vào anh Đức vào hỏi mạnh lên. Thì bây giờ có ai có ý kiến nào dành cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô? Đã có luôn anh Hưng ơi, xin mời bạn. Lần đầu tiên thì cho phép em xin được tự giới thiệu, em là Ngô Hải Đăng, đoàn viên thanh niên quận Hoàn Kiếm. Và ngay sau đây thì em có các câu hỏi dành cho các đồng chí như sau. Câu hỏi thứ nhất, chúng ta từ ngay từ đầu hội thảo thì chúng ta đã nói rất nhiều đến thực phẩm bẩn rồi. Thì ngay bây giờ em muốn hỏi là những chính sách ưu tiên khi kinh doanh thực phẩm sạch là gì? Và câu hỏi tiếp theo là thực phẩm bẩn có khác so với thực phẩm độc hại hay không? Và một câu hỏi cuối cùng em muốn gửi đến cho các đồng chí đó chính là bí quyết nào để thanh niên không sử dụng thực phẩm bẩn nữa? Em xin chân thành cảm ơn ạ. Xin cảm ơn Hải Đăng. Trước khi mà có câu trả lời cho Hải Đăng đến từ các vị chuyên gia thì tôi muốn hỏi bạn Hải Đăng một chút về cái câu hỏi cuối của bạn ấy. Bí quyết nào để cho thanh niên không sử dụng thực phẩm bẩn thì chúng tôi thực sự là muốn nghe ý kiến của các bạn. Nên trong cái suy nghĩ của Hải Đăng thì bí quyết nào để chúng ta có thể tránh được các loại thực phẩm không an toàn như vậy nhỉ? Ngay cái ý kiến trong đầu em ngay bây giờ, em nghĩ là bắt đầu từ cái ý thức của bản thân mình. Cái ý thức của bản thân mình là cái quan trọng nhất để mình có thể tránh xa được những cái này. Nếu như mà mình biết được những cái tác hại của nó thì mình có thể tránh xa được những cái thực phẩm bẩn như này thế này ạ. Anh cảm ơn ạ. Vâng, đấy là một câu trả lời tôi nghĩ là rất là tuyệt vời thưa các vị chuyên gia, phải không ạ? Ngay từ đầu chúng ta được nghe các vị chuyên gia nói cái cách thức nhận biết đâu là các cái cửa hàng kinh doanh ăn uống mà từ cảm quan của chúng ta thôi là cảm thấy là có an toàn khi mà chúng ta ngồi thưởng thức ẩm thực hay không, rồi các cái cơ sở kinh doanh như thế nào, rồi các cái loại ví dụ tôi nói đây là ví dụ cổng chiên chẳng hạn, mà khi chúng ta ăn các loại chiên mà bán bày bán rất là nhiều ở các cổng trường thì chúng ta nhìn vào cái màu sắc các cái dầu chiên này chúng ta cũng có thể thấy là cái mức độ độc hại của nó như thế nào. Và cái này thì tôi nghĩ rằng là câu hỏi về bí quyết này thì các vị chuyên gia chúng ta sẽ trao đổi với các bạn khách viên để nghe được nhiều ý kiến hơn. Xin cảm ơn Hải Đăng và xin phép các vị chuyên gia là sẽ giải đáp câu hỏi này của bạn Hải Đăng. Hai ý đầu của câu hỏi đấy ạ. Dạ vâng. Đây là tôi xin trả lời câu hỏi của bạn Hải Đăng. Thứ nhất là đối với những cái cơ sở mà kinh doanh phẩm an toàn làm những cái dịch vụ ăn uống một cách an toàn thì sẽ được ưu đãi gì, đúng không ạ? Bạn hỏi ý là như thế, đúng không ạ? Thế thì hiện nay thì theo chỉ đạo của ban nhân dân thành phố Hà Nội thì các quận huyện, đặc biệt là quận Hoàn Kiếm, chúng tôi đã triển khai những cái hoạt động. Thứ nhất là khi đối với những cái cơ sở mà kinh doanh dịch vụ uống và kinh doanh phẩm an toàn thì đều có những cái, thứ nhất là có những cái làm cái nhận diện thương hiệu, ví dụ như là đối với sản xuất thực phẩm bên ngành công thương họ có thể có những cái là làm cái ô cốp chẳng hạn, cái này sẽ được là chấm điểm để và sẽ được hỗ trợ về quảng bá. Có những cái khu vực mà bán hàng ô cốp thì các bạn biết rồi, đúng không ạ? Vừa đảm bảo ô cốp là gì, mỗi xã phường một sản phẩm, thế thì vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà lại vừa là cái đặc sản đặc trưng của địa phương thì gọi là ô cốp, thì họ cũng đã được dán biển ô cốp này và được cũng bày bán có những quầy để giới thiệu sản phẩm. Thế còn đối với những cái dịch vụ mà ăn uống hoặc là kể cả thức ăn đường phố mà đảm bảo an toàn thực phẩm thì hiện nay trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nói chung, cô nói riêng và của thành phố Hà Nội nói chung thì là những cơ sở này được dán cái biển đại diện. Ví dụ như ở Hoàn Kiếm thì làm cái logo thì nó tròn, còn ở những nơi khác thì nó ghi hàng giữ là cửa hàng bán thực phẩm có kiểm soát. Thì là chúng ta khi đến những nơi đấy là chúng
chúng ta sẽ nhận diện và sẽ được có thể là nhiều người dân biết đến để sử dụng dịch vụ. Thế và đối với thức ăn đường phố thì quận Hoàn Kiếm năm 2019 chúng tôi đã bắt đầu triển khai cái mô hình là mô hình thức ăn đường phố an toàn thực phẩm có kiểm soát, và những cơ sở để bắt đầu được giá miễn diện. Thì mong các bạn khi mà chúng ta đi gặp những cái biển diện đấy thì chúng ta cũng sẽ phải lựa chọn. Bên cạnh đó thì quận Hoàn Kiếm còn hỗ trợ các cơ sở đấy là ăn tại ví dụ như đảm bảo an toàn thực phẩm không có thuốc, được hỗ trợ đăng tải trên trang du lịch của quận Hoàn Kiếm, đây là Hoàn Kiếm 360. Thế thì các bạn có thể vào đấy để tìm hiểu, để nhận biết được những cơ sở nào mà chúng ta được giới thiệu đấy để chúng ta sử dụng. Còn cái thứ hai, câu hỏi thứ hai nữa là về thực phẩm bẩn và thực phẩm độc hại, đúng không ạ? Thì khác thì nhau ạ. Thưa với các bạn là những cái thực phẩm chúng ta nói chung không phải là thực phẩm bẩn nữa. Bẩn thì chỉ là một cái ngôn từ dân dã thôi, còn thực ra là thực phẩm không an toàn. Mà đã là không an toàn thì nó có rất nhiều những yếu tố như là không an toàn về mặt vi sinh học, không an toàn về mặt hóa học, và thậm chí còn không an toàn về mặt lý học. Ví dụ như có chất phóng xạ thì tất cả những cái đấy đều quy chung về một khái niệm, đấy là thực phẩm không an toàn. Chính vì vậy mà chúng ta không tức là như thế là nó sẽ như nhau, không có gì phải phân biệt cả. Thế còn về khi cái phân cái trao đổi là tại sao mà làm thế nào mà để thanh niên mà tránh không phải sử dụng thực phẩm không an toàn, thì như các bạn cũng đã theo dõi toàn bộ trong quá trình bàn thảo ngày hôm nay, thấy rằng là bên cạnh những cái vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành, các lực lượng chức năng trong cái việc là cố gắng đi kiểm tra xử phạt những cơ sở kinh doanh thực phẩm không an toàn, thì bản thân các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tầng lớp trẻ, các bạn thanh niên, chúng ta cũng phải tìm hiểu, nâng cao nhận thức về pháp luật về an toàn thực phẩm. Và những buổi tập huấn như em đang tạo ra ngay chúng ta thay đổi về các kiến thức, đúng không ạ? Từ đó chúng ta thay đổi hành vi, và chính các bạn, chúng ta cũng đang truyền với nhau những phút review đấy ạ, để chúng ta cũng sẽ mách với nhau để chúng lựa chọn những cái cơ sở mà kinh doanh thực phẩm an toàn và tẩy chay những chỗ mà không an toàn, thì lúc đó thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ sử dụng thực phẩm an toàn. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn đồng chí trưởng phòng kinh tế quận Hoàn Kiếm ạ. Xin được hỏi còn bạn nào thanh niên nào trong buổi chiều chúng ta còn các câu hỏi để các vị chuyên gia chủ trì hội thảo của chúng ta hôm nay không ạ? Xin mời các bạn. Một cái tay rất cao cầm sẵn thích ạ, xin mời bạn ạ. Trước hết em xin được giới thiệu, em tên là Nguyễn Phương Thảo, đoàn viên thanh niên quận Hoàn Kiếm. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội thảo, em xin có câu hỏi dành cho các tuổi trẻ thủ đô như sau. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn nóng từ thực tế đến mặt báo, các phương tiện truyền thông đại chúng. Vậy báo tuổi trẻ thủ đô đã có cách tuyên truyền như thế nào về vấn đề này? Hai là người gắn bó thân thiết với các bạn trẻ, đồng chí có lời khuyên như thế nào với thanh niên trong ăn uống, sinh hoạt và riêng và cuộc sống lập thân lập nghiệp nói chung? Em xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bạn Phương Thảo. Câu hỏi của bạn chắc là mong muốn của chủ trì hội thảo chúng tôi từ đầu đến giờ là câu hỏi dành cho đồng chí tổng biên tập báo tuổi trẻ thủ đô ạ. Sau đây xin mời đồng chí. Thưa các chuyên gia, có lẽ là từ buổi sáng các bạn đã nghe rất nhiều cái câu hỏi, các câu trả lời của các chuyên gia về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Thì với tư cách là tổng biên tập báo tuổi trẻ thủ đô, thứ hai là thành viên của ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm quận Hà Đông, thì thưa tất cả các bạn đoàn viên thanh niên, trong suốt thời gian vừa qua thì báo tuổi trẻ thủ đô đã mở chuyên mục, các chuyên trang chuyên mục trên các ấn phẩm, trên các nền tảng của báo. Tôi nói là các thông tin truyền tải của tuổi trẻ thủ đô rất là đa dạng, phong phú, và có lẽ là đối với hiện nay là đối với bạn tâm đến người dùng mạng xã hội, đặc biệt là bạn trẻ, để mà lựa chọn thông tin chúng ta chưa có nhiều thời gian để mà tích bản rất nhiều bài rất là ngắn thôi nhưng rất ý nghĩa, rất là thiết thực đối với bạn trẻ. Và sức khỏe của thanh niên của cô là vô cùng quan trọng, đặc biệt là các bạn
hiện đang là sinh viên các trường. Thế thì đối với báo Thời Trẻ Thủ Đô thì đã tuyên truyền rất nhiều và cảnh báo rất nhiều về cái tình trạng báo động về cái an toàn thực phẩm, đặc biệt là cái tình trạng thức ăn đường phố. Và có lẽ là các bạn cũng đọc nhiều, xem nhiều rồi, rất nhiều vụ việc mà quản lý thị trường rồi thì các cơ quan chức năng bắt các cái hàng sản phẩm từ không rõ nguồn gốc từ nước ngoài đưa vào trong nội thành của chúng ta, đưa vào trong nội thành chúng ta được các cơ quan chức năng bắt, mà có những cái sản phẩm để hàng bao nhiêu năm, về hàng đông lạnh. Thế mà cái đấy mà trôi nổi ra ngoài đường phố mà chúng ta mua ăn tặng thì nó có dần dần mỗi ngày dần dần nó thành sinh bệnh sinh thật. Thế thì đối với góc độ truyền thông thì thưa tất cả các quý vị biểu tư các bạn thanh niên, thì thực tế thì trong thời gian vừa qua các cơ quan báo chí của thành phố Hà Nội, trong đó có Thời Trẻ Thủ Đô, đã dành rất nhiều thời gian thời lượng chuyên trang chuyên mục, đặc biệt là lựa chọn các vấn đề nóng mà theo cái định hướng và cái thực trạng trên địa bàn của chúng ta từ chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố, sở y tế, thì báo Thời Trẻ Thủ Đô đã xây dựng các chuyên đề, các nội dung để mà thông điệp truyền thông đến an toàn thực phẩm, tác động vào công thủ trong đó thanh niên của chúng ta theo hai cái hướng, tích cực và tiêu cực. Tích cực là tuyên truyền để người dân nhận thức và các bạn trẻ nhận thức để mà hành động, còn tuyên truyền tiêu cực thì người dân không tin và các bạn thanh niên không tin và cái hành vi thay đổi thì nó thành ra sợ hãi, cảm thấy là bất an. Thế nhiều phương pháp truyền thông là sao? Đầu tiên là các bạn những người trẻ là những người mà tiếp cận với công nghệ, với mạng xã hội, với các nền tảng là những người tiếp cận nhiều nhất, nhanh nhất và thường xuyên nhất. Thế thì rõ ràng trong thời gian qua truyền thông trên về an toàn thực phẩm thì đã rất là nhiều rồi, những cái tiếp cận của các bạn cần phải tiếp cận một trong những cái cơ quan truyền thông chính thống, trong đó có Thời Trẻ Thủ Đô. Thì mong rằng là trong thời gian tới Thời Trẻ Thủ Đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh và đặc biệt là các ý kiến của chúng ta trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh và mong rằng là đây là một kênh rất hữu ích và Thời Trẻ Thủ Đô sẽ có những cái phần nội dung tương tác từ các bạn thanh niên chia sẻ để chúng tôi đăng tải trên các nền tảng, ý kiến từ các bạn, từ những người mà đã từng ăn thức ăn đường phố mà bị đau hay gì đó, các bạn chia sẻ để mà cảnh báo đối với các em nhỏ hoặc các bạn nhỏ hơn muốn được bài học. Mong rằng là thanh niên Thủ Đô, sinh viên Thủ Đô là những người thanh lịch, những người thông thái, những người văn minh, trẻ không sử dụng các cái sản phẩm trôi nổi trên cổng trường thì tại các cái nơi mà không an toàn. Xin cảm ơn đồng chí, cảm ơn các bạn. Xin được cảm ơn đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, tổng biên tập báo Thời Trẻ Thủ Đô ạ. Và chúng tôi cũng chủ trì, chúng tôi rất muốn là được nghe những cái trao đổi trở lại của bạn đoàn viên thanh niên sau khi chúng ta được nghe các chuyên gia trao đổi từ các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước, liên quan đến các văn bản văn bản pháp luật, văn bản tuyên truyền hay các cái hướng dẫn về công tác tuyên truyền, cũng như là vai trò của các cấp các ngành trong tuyên truyền để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như là kiên quyết thanh niên chúng ta kiên quyết đấu tranh với cả các thực phẩm không an toàn. Và chúng tôi cũng muốn nghe các chia sẻ của các bạn đoàn viên thanh niên ở đây. Đã vào như cái vận động đầu tiên của chúng ta thì rất nhiều các bạn trẻ ở đây cũng đã từng ăn những thức ăn đường phố mà chúng ta hay gọi nôm na là thực phẩm bẩn, thực phẩm chưa rõ nguồn gốc và chúng ta không biết nguồn gốc của nó ở đâu, và chúng ta không biết
hay không. Nhưng mà sau khi nghe các chuyên gia phân tích thì khả năng cao là nó chưa được an toàn cho lắm. Vậy thì các bạn có thể chia sẻ với cả chương trình, với hội thảo của chúng tôi và chia sẻ với chủ trì chúng tôi là có cái lần nào mà chúng ta dùng một loại thực phẩm mà chúng ta xác định là nó không an toàn và chúng ta phải có một cái hậu quả nào đấy không ạ? Xin mời các bạn chia sẻ với chúng tôi ạ. Có một bạn đang mỉm cười với tôi, xin mời mic chuyển về bạn nữ của hàng đầu tiên. Xin mời bạn có thể đứng lên để chúng tôi sẽ phục vụ mic đấy tại chỗ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, em là Phạm Minh Thư. Xin hỏi bạn Thư là đến từ đơn vị nào nhỉ? Em đến từ trường Trung học Phổ thông Trần Phú Hoàn Kiếm. Trường Trung học Phổ thông Trần Phú Hoàn Kiếm, và bạn có thể chia sẻ những cái suy nghĩ của mình, có thể là cái câu hỏi tôi vừa đặt ra hoặc là những cái suy nghĩ của bạn khi mà tham gia chương trình hội thảo của chúng ta từ đầu đến giờ được không? Dạ vâng. Em có một chia sẻ rằng là có một lần em ăn đồ quạt chiều ở trường tiểu học ạ. Thì sau ngày hôm đấy thì lớp nào cũng phải đến hơn nửa lớp nghỉ học bởi vì các bạn bị ngộ độc thực phẩm và có những bạn phải vào viện. Thì đấy là một cái kỷ niệm mà nó khá là đáng sợ với em. Bởi vì một lớp học chỉ có hai bạn và hai ba bạn đi học như vậy thì nó, em cảm thấy nó là cái gì đấy nó không được ổn cho lắm với một trong một cái môi trường sư phạm như vậy. Và đến bây giờ khi em vào trường cấp 3 rồi, em vẫn nhìn thấy những cái món ăn không đảm bảo an toàn sẽ gây ra những cái vấn đề về sức khỏe cho các bạn học sinh, nó vẫn tồn tại trong những nhà trường và không ai có thể tác động đến và chưa tác động đến được. Mà nếu mà có một giải pháp thì em sẽ chia sẻ cùng với chương trình là nếu có một cái giải pháp như ý kiến của Hải Đăng lúc nãy ấy, là thanh niên chúng ta kiên quyết nói không với các loại hình như vậy, thì nếu mà trong suy nghĩ của em thì mình có thêm một cái giải pháp nào đấy để có thể truyền thông hay có thể là khuyên các bạn của mình là thôi thì đừng vì vui thôi, nhưng mà đừng vui quá, đừng tụ tập với nhau và cùng ăn những cái xiên đấy nữa, thì cách của em là gì? Em nghĩ là thường thì chỉ khi các bạn nhìn thấy thì những cái thực phẩm bẩn đấy, thực phẩm không an toàn sẽ hiện lên đầu các bạn sẽ muốn thử. Thì cái cách của em là em sẽ kệ nó đi, gờ nó đi, tốt nhất là không để nó vào trong mắt mình, thì em không nhận ra nó, em không để nó vào trong đầu thì em sẽ không chạm đến những cái thực phẩm an toàn đấy. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều về những chia sẻ, cái là những cái kinh nghiệm mà cũng không được vui cho lắm, và đến bây giờ vẫn là sợ hãi khi mà nghĩ lại cái cảnh cả một lớp như thế mà chúng ta chỉ có hai ba bạn đi học, thì quả thực là cái tác hại của cái việc sử dụng thực phẩm không an toàn khiến tôi cũng nhớ đến một cái vụ việc cũng ngay gần đây thôi, phải không chị Phạm Thị Thanh Nhàn, là một trường học ở trong thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ấy. Thì cả một trường đấy có khoảng 800 học sinh thì phải gần 700 bạn là bị ngộ độc thực phẩm, và cũng không may là có một em lớp 1 thì cũng đã không qua khỏi, và cái đấy cũng đưa đến một cái tác hại. Và sau khi mà các cái trang thông tin điện tử trên mạng xã hội, những cái thông báo báo chí ở trên mạng mà chúng ta có thể tiếp cận rất là nhanh chóng, thì cũng đã có cái nguyên nhân ban đầu, và cái đấy chính là cái việc mà chúng ta để cái thực phẩm bảo quản thực phẩm không an toàn, dẫn đến nó biến đổi các cái chất trong đó và có những cái vi khuẩn đã ẩn nấp trong các cái thức ăn đó, và khi đến bàn ăn của mỗi người thì gây cái tác hại vô cùng khủng khiếp. Và đấy cũng tạo một trong những cái cảnh báo rất là lớn về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Và thưa các bạn là như trong cái clip đầu chương trình của chúng ta, thì ngay trong 9 tháng đầu năm nay thôi ạ, cũng đã thành phố đã kiểm tra được 2.668 cơ sở, trong đó có gần 17.000 cơ sở đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 82,1%, và 3.618 cơ sở vi phạm, tức là khoảng gần 18% cơ sở được kiểm tra là có dấu hiệu vi phạm, và đã xử phạt trên 600 cơ sở với số tiền là hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra là 46 cơ sở bị tịch thu giấy chứng nhận về đủ điều kiện an toàn thực phẩm, và 58 cơ sở đã bị đình chỉ. Và cái con số này
ngoài cái việc thể hiện cái quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong cái việc quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm thì cũng thấy rằng là cái việc 18% các cơ sở kinh doanh được kiểm tra mà có dấu hiệu vi phạm cũng là cái vấn đề đặt ra để tất cả chúng ta sẽ phải suy nghĩ về những cái đó. Và lúc nãy thì bà Lê Thị Hằng cũng có đưa ra một cái mệnh đề mà chúng tôi thấy rất là hay, đấy là chính là các cơ quan tham mưu phải là các cơ quan thông minh. Thì thưa các vị chuyên gia, chúng tôi nghĩ rằng là mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi người dân của chúng ta khi mà sử dụng thực phẩm cũng nên là những người thông minh để biết đâu là những thực phẩm an toàn. Và xin hỏi, vừa qua là ý kiến của các bạn đoàn viên thanh niên đến từ khối trường rồi, chúng tôi muốn tiếp tục lắng nghe ý kiến của các bạn đoàn viên thanh niên đến từ khu phố phường trực thuộc quận Hoàn Kiếm, đại diện cho thanh niên thủ đô. Chúng ta có thể có những chia sẻ về những suy nghĩ của chúng ta, và đặc biệt là nếu mà có cái thông điệp gì muốn lan tỏa tới cộng đồng thì xin mời các bạn mạnh dạn. Xin mời đoàn viên thanh niên, xin mời các bạn. Thì em xin phép, hiện tại thì em cũng là MC của chương trình nhưng mà em cũng là một đoàn viên đến từ Hội Đoàn Kiều. Thì thật ra thì những cái thực phẩm bẩn từ nãy giờ em thấy là chúng ta đã nói quá nhiều về thực phẩm bẩn rồi, và chúng ta đang nói về thực phẩm bẩn nhưng mà chúng ta cũng phải xem lại ý thức của chúng ta nữa. Thì em cũng là học sinh ở trên địa bàn quận và em học tại trường Châu Phổ Thông Việt Đức. Thì các bạn em hay nói rằng là tao cứ ăn thực phẩm bẩn đi rồi đến lúc là tao bị bệnh, lúc đấy cũng có thuốc chữa đâu mà. Nhưng mà thật ra thì đấy là ý thức chung của tất cả các bạn rồi. Em mong rằng là trước mắt là tất cả các bạn đoàn viên thanh niên ở đây đã, chúng ta hãy thay đổi cái nhận thức của mình, tránh tiếp xúc, tránh ăn những cái thực phẩm không an toàn đi. Tại vì chúng có thể gây tác hại trực tiếp đến ta ngay bây giờ luôn, chứ không phải là đợi đến lúc mà bị bệnh đã có thuốc chữa. Và cái thứ hai thì em cũng mong rằng trước mắt là những người lớn tuổi ở đây có thể nhắc những con em của mình, hoặc là các vị lãnh đạo có thể nhắc tới các cơ quan xử lý để có thể xử lý triệt để hơn về vấn đề thực phẩm bẩn. Và thực phẩm bẩn thì chủ yếu ở địa bàn của quận Hoàn Kiếm, theo em thấy, theo bản thân của một học sinh thấy thì nó đến từ những quán ăn vỉa hè. Và những quán ăn vỉa hè đấy thì học sinh cứ ra cứ thế rẻ cứ ăn mà thôi, và thế hệ tương lai của chúng ta mà chúng ta cũng ăn như thế thì rất là ảnh hưởng tới mọi mặt luôn, chứ không phải chỉ sức khỏe của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến cả giống loài như chương trình đã nói ngay từ đầu. Thì em mong rằng tất cả chúng ta ở đây có thể thay đổi nhận thức của mình trước để từ đó tránh tiếp xúc với thực phẩm bẩn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ý kiến của Thiên Thúc. Tôi thấy đây là cái ý kiến cũng rất là sát với thực tế, và cũng rất là mong muốn rằng là trong thời gian tới nếu các cơ quan liên ngành của quận Hoàn Kiếm mà chủ trì về phòng y tế kiểm tra thì chúng ta phải xin ý kiến chị nhà là chúng ta sẽ đẩy mạnh kiểm tra các khu vực cổng trường học. Và cái này cũng là một cái rất là có lợi, nếu mà các cái hàng quán xung quanh các khu vực cổng trường học có những hàng quán an toàn thì cũng sẽ sẵn sàng đưa những cái địa chỉ tin cậy đó cho các bạn đoàn viên thanh niên, để chúng ta vừa có thể là có những cái bữa ăn nhẹ buổi chiều để tiếp tục các cái ca đi học tiếp theo, nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe của chính chúng ta. Thì về nội dung này thì trong chương trình trọng tâm công tác năm 2023 thì bạn thường vụ quận đoàn cũng sẽ mạnh dạn chủ động là xin ý kiến chuyên môn của phòng y tế quận để có thể là đẩy mạnh công tác tuyên truyền này. Và xin thêm trước khi mà chúng tôi có những cái tổng kết thì xin thêm một ý kiến nữa của đại diện đến từ khối phường. Chúng tôi mong muốn được nghe ý kiến của các bạn đoàn viên thanh niên đến từ khối phường. Ở đây có đồng chí bí thư đoàn phường Hàng Bạc, là một phường nằm trong khu vực phố cổ. Phường thì rất là nhỏ thôi, thế nhưng mà có rất là nhiều các cái địa điểm kinh doanh ăn uống, các cửa hàng, và đồng chí có thể chia sẻ cùng với chương trình những cái địa điểm đáng tin cậy trên địa bàn phường mình, và có một cái thông điệp gì đấy muốn gửi tới các bạn trẻ trên địa bàn các bạn thanh niên trên địa bàn thủ đô của chúng ta không ạ? Xin mời đồng chí bí thư đoàn phường Hàng Bạc. Thưa các đồng chí, trên địa bàn phường Hàng Bạc hiện tại thì có rất là nhiều những cái địa điểm kinh doanh thực phẩm, có thể nói đặc biệt là các hàng ở tuyến phố Hoàn Kiếm thì sẽ có các hàng đô, hay là ở tuyến phố Hàng Bạc thì sẽ là các quán chè, hay trong ngõ Trung Yên thì sẽ là bún ngan nhàn và bún cá cây xiên.
thì đó là những địa điểm mà tôi thấy là các bạn trẻ thường hay ghé đến, đặc biệt là trong các buổi tối cuối tuần. Thì đấy cũng là một địa điểm mà có thể recommend cho tất cả các bạn có thể đến trong khi mà đi dạo quanh tuyến phố đi bộ, thì có thể đến để thưởng thức các món ăn ngon của phường Bà. Xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Bí thư Đoàn phường Hồng Bàng. Và chúng tôi cũng đang ấp ủ là sẽ có một cái Hoàn Kiếm Book Reviewer để cùng phối hợp với các phòng ngành chức năng sẽ có một cái kênh tương tác của thanh niên Hoàn Kiếm, trong đó sẽ giới thiệu những địa điểm ẩm thực và đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng như là qua cái chương trình ngày hôm nay cũng đã có một tin nhắn. Thưa anh Nguyễn Mạnh Hưng và thưa các vị chuyên gia cùng chủ trì hội thảo, thì đã có một tin nhắn bảo: chị ơi, năm 2022 đã triển khai một cuộc thi là thi tìm hiểu ứng xử trên môi trường mạng, luật ứng xử trên môi trường mạng, và được thể hiện dưới hình thức là xây dựng các video clip và gửi về ban tổ chức chương trình, hay là năm tới quận Hoàn Kiếm chúng ta tổ chức một cuộc thi như vậy đi. Và báo cáo các đồng chí là đoàn thanh niên quận thì qua cuộc thi tìm hiểu và tham gia ứng xử trên môi trường mạng cũng đã giành giải nhất, thông qua các clip tuyên truyền của các bạn đoàn viên cũng đến từ chính khu vực phường và các khu vực trường học trên địa bàn quận. Và chúng tôi cũng qua hội thảo thì cũng tham góp thêm ý kiến và đề xuất thêm giải pháp để chúng ta có những cái kênh tuyên truyền để đến gần với thanh niên hơn. Và kính thưa các đồng chí chủ trì hội thảo, trong hội thảo của chúng ta ngày hôm nay thì có rất là nhiều các nội dung, và thay mặt ban thường vụ quận đoàn thì xin trân trọng cảm ơn ban biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô và các vị chuyên gia đã tới dự chương trình. Và thông qua chương trình thì cũng muốn giới thiệu thêm về các cái sản phẩm ô cốp của Tuổi Trẻ quận Hoàn Kiếm, của quận Hoàn Kiếm. Và trong năm 2022 vừa qua thì có một cơ sở Hội Liên hiệp Thanh niên của quận Hoàn Kiếm, đấy là cơ sở Hội Liên hiệp Thanh niên cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo Hương Xoát, thì cũng vừa được thông qua hội đồng và đạt được cái chuẩn ô cốp đúng sao. Và ngày hôm nay cơ sở sản xuất kinh doanh Hương Xoát và chi hội thanh niên cùng với Hội Liên hiệp Thanh niên và Thanh niên quận và cũng có một số món quà nhỏ dành tặng các vị chuyên gia dự hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Sau đây xin trân trọng giới thiệu kính mời lên sân khấu đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Thị Hằng và Nguyễn Quỳnh Vệ sinh an toàn thực phẩm. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Thị Thanh Nhàn, trưởng phòng kinh tế quận Hoàn Kiếm sẽ lên khu vực sân khấu để đón nhận tình cảm và những món quà nhỏ mang màu sắc của Hoàn Kiếm và quyết tâm của các chi hội thanh niên, đoàn viên thanh niên của Hoàn Kiếm nói không với tất cả các hoàn toàn. Xin mời các quý vị. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô lên tổng kết và bế mạc hội thảo thanh niên nói không với thực phẩm bẩn ngày hôm nay. Mời các chị ngồi đây, các chị ngồi dưới đây. Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý, thưa tất cả các bạn đoàn viên thanh niên và các đồng bào, sau một cái buổi sáng làm việc rất là tích cực, khẩn trương, đặc biệt là cái sự quan tâm, cái sự giải đáp rất là chi tiết của các chuyên gia, thì thưa quý vị đại biểu, trong một cái buổi sáng các bạn đoàn viên của thanh niên thủ đô và các đầu cầu đã đặt ra 22 câu hỏi cho các chuyên gia với 58 cái nội dung trong 20 câu hỏi.
đã được các chuyên gia giải đáp rất là kỹ. Và chắc chắn rằng qua cái buổi hội thảo ngày hôm nay, các bạn sẽ hiểu kỹ hơn về cái việc nói không với lại thực phẩm không an toàn, thực phẩm bẩn, đặc biệt là cái thức ăn đường phố tại các cái cổng trường không rõ nguồn gốc. Vì hơn hết, sức khỏe là vô cùng quan trọng, đặc biệt là các bạn sinh viên, các bạn học sinh và thanh niên thủ đô của chúng ta. Thưa các quý vị đại biểu, thưa các bạn đoàn viên thanh niên, qua một cái buổi sáng thì các chuyên gia giải đáp rồi, thì đối với góc độ về báo chí truyền thông thì rõ ràng là cái góc độ truyền thông thì đối với ban biên tập báo Trẻ Thủ Đô cũng phải điều chỉnh, cũng phải cân nhắc để làm sao rõ ràng trong cái quá trình truyền thông thì báo chí cũng cần lắng nghe cái phản hồi để điều chỉnh kịp thời các thông tin đăng tải trên các cái nền tảng của Tuổi Trẻ Thủ Đô và cũng như các cơ quan báo chí khác của Hà Nội và cả nước, để làm sao mà định hướng truyền thông, để định hướng thông tin để nó đem lại cái hiệu quả tốt nhất cho các bạn trẻ. Trong truyền thông thì có một cái quan niệm như là thành một chân lý, đó là nói một lần không hiểu thì nói nhiều lần. Nói càng nhiều, nói đúng, chắc chắn các bạn sẽ hiểu và sẽ đưa vào một cái ý thức. Nhưng tôi tin rằng đối với độ truyền thông của Tuổi Trẻ Thủ Đô trên các nền tảng và các cơ quan báo chí khác, nói nhiều truyền thông sẽ ngắn gọn, và đặc biệt là cái tương tác, cái thông tin phản hồi và tự các bạn thanh niên nói, và chúng tôi sẽ triển khai một loạt các cái thông tin phản hồi và các clip ngắn từ các bạn thanh niên phản hồi về lĩnh vực về an toàn thực phẩm, về thực phẩm đường phố không rõ nguồn gốc, để các bạn chia sẻ. Các bạn chia sẻ thì để cho các bạn khác cùng hiểu hơn, vì chúng ta là những người mà ví dụ đấy, có một bạn ở Trần Phú vừa ý kiến đã từng sử dụng thức ăn không rõ nguồn gốc, bị đau bụng hoặc là bị ốm, bị sợ, bị sốt. Đấy cũng là một cái kinh nghiệm để các bạn khác rút kinh nghiệm. Đừng nên cố. Và chắc chắn là các bạn sinh viên, các bạn thanh niên là những người mà sử dụng thực phẩm thông thái nhất, để làm sao để bảo sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình, rồi thì cho trường lớp của chúng ta. Thế sau đây, thay mặt cho ban biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, tôi xin trân trọng cảm ơn các chị, cảm ơn chị Đinh Thị Hằng, cảm ơn chị Phạm Thị Thanh Nhàn, và đặc biệt là cảm ơn người đồng nghiệp của chúng tôi, Đoàn Thanh niên quận Hoàn Kiếm, chị Trần Kim Huyền, quận ủy viên, bí thư quận đoàn. Và hơn ai hết, xin cảm ơn tất cả các bạn đoàn viên thanh niên tại các phường, rồi các trường, đặc biệt là các điểm cầu tại các tỉnh, đã dành thời gian trong một buổi sáng rất là đẹp trời như thế này để ngồi dự về an toàn thực phẩm, để nói không với thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn, đặc biệt là cái dịp mà Tết đến xuân về đang rất là gần. Một lần nữa chúc tất cả các quý đại biểu, chúc các bạn đoàn viên thanh niên thật nhiều sức khỏe để làm sao phục vụ cho công việc học tập, công tác được thật tốt. Xin trân trọng cảm ơn và xin bế mạc hội thảo. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng. Hội thảo thanh niên nói không với thực phẩm bẩn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thay mặt cho ban tổ chức, xin trân trọng sự cảm ơn, sự quan tâm, sự hiện diện của các vị đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn các đoàn viên thanh niên của quận Hoàn Kiếm đã tích cực tham gia và đóng góp vào thành công chung của hội thảo. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Kính chúc các quý vị đại biểu,
các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí thật nhiều mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hội nghị của chúng ta xin được kết thúc tại đây. Và xin được trân trọng mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên hãy cùng bước lên từ sân khấu để chụp một tấm ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức ạ.